Chào Phạm Minh Chiến. Chào Minh Chiến, khả năng là phải được thưởng đấy, phải được thưởng một cái áo đấy. Lần nào cũng vào livestream sớm nhất. Cố gắng phát huy nha. Chào chị cô Hoàng. Chào chị Võ, hôm nay Hà My có nai không? Dạo này nghỉ đi. Hà My nghỉ chút đi cho nó khỏe người, đỡ nai nổ. Sau này sẽ có những chiến lược mới. Chào tất cả mọi người nha. Mọi người đã ăn cơm chưa? Chào Thái Sơn Nguyễn. Chào Hoài Phương. Chào anh Long Thủy. Mọi người Việt Nam ăn cơm chưa? Chào Duy Khánh em. Cảm ơn Trần Vũ nhé. Cũng thông báo với các bạn là lần đầu xem livestream của mình cho nên là mình cũng ok. Lần đầu xem livestream của mình cũng chia sẻ cái quy định trong livestream. Thứ nhất là không chửi Bác Hồ. Đấy. Và thứ nhì đó là không được chửi New Ni. Chửi New Ni là New Ni lốc luôn. Chào anh Thật Nguyễn. Chào Hồng Hạnh nha. Mọi người chia sẻ livestream ra nhá. Mình ăn cơm rồi, bên này đã là 9 giờ tối rồi, cho nên đã tất cả mọi thứ đã ăn cơm rồi. Chào chị Thái Ngọc Nhiên. Mọi người chia sẻ livestream ra, chia sẻ ra các cái diễn đàn rồi các đấu trường đi. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về vấn đề về tương lai của Ba Sọc. Nước Mỹ đang bỏ rơi Ba Sọc. Nước Mỹ đang bỏ rơi bọn Ba Que đối với chính sách đối với Việt Nam. Và cái mà người dân Việt Nam cũng như đất nước Việt Nam đứng trước một cái thách thức mới trong cái cục diện của thế giới. Nói chung là khi mà mình lên livestream các bạn cũng để ý một điều là tất cả mọi điều mà Lưu Ly cũng như mọi người nói ở đây là đều là cái sự gọi là chém gió của những người dân đối với người dân, nó có thể đúng, có thể sai. Có thể là bổ ích, có thể là vô ích. Nhưng mà chúng ta tạo nên một cái diễn đàn cũng không nên khắt khe quá về diễn giả cũng như khách mời hay là những cái điều mà nói ở trong livestream. Nên hy vọng mọi người hết sức là thông cảm. Chào Khánh Hòa, Khánh Hòa hôm nay đã bị khóa mõm cho nên là không thể comment nổi. Xin chúc mừng Khánh Hòa đã trở thành gọi là rơi vào danh sách đen của hệ thống Facebook. Mọi người thông cảm nhé, Khánh Hòa bây giờ đã bị khóa mõm, chỉ có thể xem livestream được chứ không comment được đâu nha. Cái vấn đề nói chung ở đây là tất cả mọi người đều có quyền nói hết. Theo mình thì mình được có quyền nói tất cả mọi thứ. Nhưng cái vấn đề ở đây là gì? Có thể đúng, có thể sai. Nếu đúng thì đây là mình góp sức cho đất nước. Còn sai, nó có thể là mình không có cái động cơ gì đằng sau đấy thì cũng đừng có trách móc, bởi vì mình cũng chỉ là một người dân. Đó, các bạn cũng thông cảm nhé. Chia sẻ livestream ra, chia sẻ livestream ra các bạn ơi. Chia sẻ livestream là một sự đoàn kết. Chia sẻ livestream là sự đoàn kết giữa những người yêu nước với nhau. Bởi vì sao? Bởi vì thường thường những cái bọn Ba Sọc, Ba Que đấy, chúng nó có thể chia sẻ đến cả nghìn lượt trong một livestream. Vậy thì chúng ta cũng phải thể hiện cho chúng nó biết ở Việt Nam cũng có một cộng đồng Facebook cũng rất mạnh mẽ, một cái cộng đồng yêu nước cũng rất mạnh mẽ. Úi trời, Trung ơi, anh xin mày đấy. Anh sợ lắm. Anh trai thẳng nha. Rồi thì mình bắt đầu chia sẻ nhé. Thì cái vấn đề là hiện nay nước Mỹ đang rút khỏi cái hiệp định gọi là hiệp định cái gì nhỉ?
xin lỗi mọi người, rút khỏi hiệp định hạn chế vũ khí hạt nhân với lại Liên Xô, với Nga. Thế thì thông qua cái hiệp định này, nói chung là dạo này cộng đồng mạng cũng nói rất nhiều về vấn đề này. Thì thông qua cái vấn đề này đấy, thì chúng ta phải hiểu như thế nào. Là chúng ta thấy rằng hiện nay đấy, cái việc rút ra khỏi các hiệp định của Mỹ đấy, nó xuất phát từ việc là các bạn để ý nhá, rút ra khỏi Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc, rút ra, tuyên bố rút ra khỏi WTO, rút ra khỏi TTP, và đến bây giờ là rút ra khỏi hiệp định hạn chế vũ khí hạt nhân với lại Nga. Thì các bạn có thể thấy rằng là nước Mỹ tại sao phải làm như vậy? Bởi vì sao nước Mỹ phải làm như vậy? Giao lưu thì nó cũng bình thường, cứ từ từ đi, mình cứ nói chuyện đi, không không sao đâu. Đó. Ok. Cảm ơn mọi người. Thì mình đang nói tiếp cái vấn đề đó. Tại sao nước Mỹ phải làm như vậy? Bởi vì là mình có cảm giác như hình như hiện nay vị thế của nước Mỹ đang bị đe dọa rất là nghiêm trọng. Trước đây ấy, là nước Mỹ nó giống như một cái vị trí thống trị toàn cầu. Cho nên cái tư tưởng của Mỹ là luôn luôn muốn thò chân thò tay vào nội bộ của các nước khác. Nhưng đến ngày hôm nay vị thế của nước Mỹ đang bị đe dọa. Nó thông qua các việc rút ra đó để thực tế mà nó khi mà bị đe dọa thì nước Mỹ muốn rút ra để nằm mẩy với thế giới. À, mày phải luôn chiều tao, nếu như mà tao mà không hài lòng là tao sẽ rút ra cái này, rút ra cái kia. Các bạn có hiểu tôi ý tôi nói không? Cái vị thế của nước Mỹ đang bị đe dọa bởi Trung Quốc. Cho nên chính vì thế, nước Mỹ đã tạo ra một cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Cái việc mà nước Mỹ tạo ra cái cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc nhằm kiềm chế cái sự phát triển của Trung Quốc. Và theo mình nghĩ thì đến bây giờ đấy thì nước Mỹ đang rất cần đồng minh. Đặc biệt là đối với những cái nước mà có cái tư tưởng chống Trung Quốc. Giống như là Việt Nam hay là Hàn Quốc hay Nhật Bản. Đó các bạn hiểu không? Cũng chính vì mà cái đường nối của Donald Trump hiện nay đấy là gì? Là nước Mỹ trên hết. Nước Mỹ trên hết thì tất cả những cái thứ gì là lợi ích của nước Mỹ nó sẽ phải quan trọng nhất. Chứ không phải là cái việc đi đánh phá hoặc là xen vào nội bộ của các nước khác là quan trọng. Chính vì cái chính sách này và cái nhu cầu mới của nước Mỹ này. Thành ra đấy, theo mình nghĩ hiện nay cái cộng đồng Ba Que Sỏ Lá ở bên Cali đang bị chính phủ Mỹ bỏ rơi. Và thực tế là họ giữa cái lúc này họ cần chính phủ Việt Nam hơn là cần cái cộng đồng đó. Xét về mặt, mình đang nói xét về mặt tư tưởng chính trị thôi nhé. Chứ không phải là xét về mặt, mặt gọi là kinh tế hay là nọ kia. Về cái mặt tư tưởng chính trị, về cái mặt gọi là đồng nhất chính trị, cái mà cần lợi dụng chính trị thì họ đang muốn lợi dụng Việt Nam. Họ muốn hợp tác với Việt Nam, chứ không phải là hợp tác với bọn Ba Que. Thì theo mình nghĩ đến bây giờ bọn Ba Que đang rất là bơ vơ. Chúng luôn mồm kêu rằng là đứng đằng sau lưng chúng là có Mỹ, đứng đằng sau lưng nó là có thế giới văn minh. Thế nhưng hiện nay đấy, do cái nhu cầu thực tế, do cái sự đe dọa đối với lại chính sách, đối với lại vị thế của nước Mỹ, thành ra là người Mỹ hiện nay đang rất cần, thật sự là rất muốn ve vãn Việt Nam trở thành đồng minh của Mỹ. Chứ nếu không, các bạn có thể thấy đấy nhé, Liên minh châu Âu cũng đã ra lời kêu gọi mọi nước, các nước hợp tác lại. Nó để làm gì? Để chống lại những cái chính sách từ Mỹ. Trung Quốc thì chiến tranh thương mại với Mỹ. Nhật Bản và Hàn Quốc trước đây là đồng minh thân cận, là những nước chư hầu của Mỹ. Thì đến nay họ, với cái vị thế của họ, họ cũng sẵn sàng lật lại Mỹ. Thì để thực hiện cho những cái nhu cầu đó, nước Mỹ rất cần hợp tác với chính phủ Việt Nam. Và chính phủ Mỹ bỏ rơi càng nguy hiểm đấy anh. Nếu vì tiền thì Trung Quốc nó cũng cho bọn nó được không anh? Cái vấn đề nó nằm ở chỗ này. Việt Nam còn hay Việt Nam mất thì nó không có ảnh hưởng đến Trung Quốc. Các bạn hiểu không? Và Trung Quốc nó cũng thừa hiểu rằng cái cộng đồng đó không bao giờ Trung Quốc có thể lợi dụng cộng đồng đó để chống lại Việt Nam được. Mà chỉ có Mỹ mới lợi dụng được thôi.
Em cứ tưởng tượng đi. Em cứ thử tưởng tượng là cái gì? Là bây giờ nếu như Trung Quốc cho chúng nó tiền đúng không? Chúng nó đánh phá Việt Nam đúng không? Thì nếu như đấy là bọn nó cũng chỉ có cái tư tưởng kêu là kêu Việt Nam đứng về phía Mỹ. Chứ cũng không bao giờ có thể tư tưởng là kêu Việt Nam đứng về phía Trung Quốc được. Mà khi mà Việt Nam đứng về về phía Mỹ thì đến lúc khi đó đó thì Trung Quốc nó càng nguy hiểm hơn. Nó chẳng có dạy gì mà Trung Quốc lại đi cho tiền bọn Ba Sọc để chống phá Việt Nam cả. Thứ nhất ở trong này có một người mình không thích có sự có mặt của anh ta, cho nên là mình sẽ cố gắng là các bạn chờ mình một chút nha. Ok, anh ta đã xuất ra ngoài rồi. Đúng rồi, cộng đồng hải ngoại nó rất là cuồng Mỹ và nó cái tư tưởng nô lệ của nó cũng rất là muốn Mỹ lãnh đạo, chứ nó cũng không bao giờ nó cái tư tưởng chống cộng của chống Trung Quốc của nó cũng rất là lớn. Không, cái chuyện nó cũng phải có quan điểm chính trị của nó chứ. Bọn chống cộng mình có thể nói là thực tế nó đi theo Mỹ thật, nhưng nó cũng rất là chống Trung Quốc. Và đặc biệt một điều, nó chỉ có thể dơ tấm bài đó là bài chung và phù Mỹ. Mới là tấm bài mà chúng nó đi, chứ còn nếu như mà nó mà bài Mỹ phù Trung Quốc thì chắc chắn rằng là nó sẽ không ai nghe nữa, không ai thể kéo nó được nữa. Cho nên là các bạn cứ đừng lo cái vấn đề là Trung Quốc nó mua để bọn đấy, mà hai nữa Trung Quốc nó cũng sẽ không bao giờ nó mua một cái bọn bất tài và vô dụng như thế. Nhưng tại sao Mỹ nó mua? Bởi vì Mỹ nó lấy bọn đó không phải là lấy bọn đó chống phá, mà Mỹ nó lấy bọn đó chỉ đơn giản một điều, nó lợi dụng cái nhân quyền mà thôi. Chứ còn bọn nó thì chẳng làm được gì. Bọn nó chỉ có thể xuyên tạc, bọn nó chỉ có thể đưa tin tức, bọn nó chỉ gọi là gõ chiêng, khua chiêng gõ trống ở bên ngoài thôi. Chứ còn nếu thực sự cần đánh hay thực sự cần những cái chiến lược thì bọn nó lại không làm được. Đó. Các bạn tiếp tục chia sẻ ra nhé. Thì nhân tiện đây thì mình mới thấy được thế giới hiện nay đang đứng trước một cái cuộc đấu tranh thay đổi vị thế để tạo ra một cái cục diện vị thế mới. Chúng ta là một cái nước nhỏ thì chúng ta ít có cái vai trò trong cái vị thế thế giới. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải chuẩn bị trước cho mình cái tình hình thế giới đang có nhiều biến động. Trước đây người ta thường nói là có cái chính sách gọi là ngoại giao pháo hạm hay là ngoại giao quân sự. Nói đại loại đó là gì? Dùng sức mạnh của quân sự để bắt nạt một nước nào đó để sắp xếp trật tự thế giới. Nhưng ngày nay người ta sinh ra một khái niệm mới, đó là những cái cuộc cạnh tranh, những cái cuộc chiến về thương mại. Để từ cái cuộc chiến, từ cái sự thể hiện cái sức mạnh về kinh tế đó, nó mới tạo ra một cái gọi là trật tự thế giới mới. Và hiện nay sự cạnh tranh rất mạnh giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra. Nếu như cuộc chiến thì bao giờ cũng phải có kết quả đúng không ạ? Và hiện nay vẫn còn đang nằm ở trong vòng chiến. Nhưng chắc chắn rồi sẽ có một nước thua, một nước thắng. Vậy thì chúng ta phải chuẩn bị trước. Nếu như Mỹ thắng, trật tự thế giới vẫn không thay đổi. Nhưng nếu như Mỹ thua, trật tự thế giới mới sẽ thay đổi, sẽ được hình thành. Và ở trong cái trật tự thế giới mới đó, các chính sách về kinh tế, ngoại giao luôn luôn thay đổi. Mà thay đổi theo hướng nào thì chính chúng ta cũng chưa biết. Vậy thì Việt Nam chúng ta cần phải làm gì để đối diện với điều đó? Theo mình nghĩ không còn một con đường nào khác. Người Việt Nam phải bắt buộc phải tự lực, phải tạo cho mình cái tiềm lực kinh tế thật là mạnh mẽ, tạo cho mình cái nội lực từ kinh tế đến quân sự, để đứng trước, để có thể đối chọi được với lại cái tình hình kinh tế thế giới, cái trật tự thế giới mới. Bởi vì dù ở bất cứ thời điểm nào thì theo mình nghĩ cái nội lực kinh tế trong một quốc gia nó cũng vô cùng quan trọng. Nhưng để mà tăng được cái nội lực kinh tế quốc gia thì chúng ta phải làm như nào? Bắt buộc thứ nhất là từng người dân phải chịu khó tích cực lao động hăng say,
lao động sáng tạo hơn nữa. Nhưng có một cách nó có thể dễ dàng hơn, đó là chúng ta phải phát động một cái phong trào người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, phải tích cực sử dụng những cái sản phẩm sản xuất ngay tại trong nước, biến trong nước trở thành một cái thị trường, một cái thị trường gọi là chỗ dựa để cho các doanh nghiệp trong nước có thể sống và tồn tại và phát triển. Tiếp đó thì mới có thể có sức để lan ra thế giới. Chứ còn nếu như chúng ta vẫn còn tư tưởng xính ngoại, dùng những sản phẩm của ngoại nhiều, thì vô hình chung sẽ làm cho nền kinh tế của chúng ta bị phụ thuộc vào nước ngoài. Các bạn chia sẻ nhé, chia sẻ rộng ra. Mỗi người chia sẻ lên cái tường nhà mình đó. Cộng đồng Ba Sọc ở hải ngoại giống như cái chỗ xồm hổm. Thực tế sau khi mình đã nói xong như vậy thì mình có thể chia sẻ với các bạn về cái tình hình của Ba Sọc hiện nay. Tức là cái cộng đồng Ba Que hiện nay. Có thể nói Ba Que hiện nay đang ở cái tình trạng cực kỳ khó khăn. Thứ nhất là bị chính phủ Mỹ bỏ rơi. Đường lối chính sách của Mỹ bây giờ người ta không dựa vào lá bài nhân quyền nữa. Bởi vì lá bài nhân quyền hiện nay đấy, nó đã bị gọi là lỗi thời. Một cái vũ khí nào sử dụng mãi rồi thì nó cũng sẽ lỗi thời. Chính vì thế mà cái lá bài dân chủ và nhân quyền của Mỹ hiện nay cũng đã lỗi thời. Và chính vì thế mà bọn Mỹ đấy, nó cũng sẽ không tìm cách để lợi dụng cái bọn Ba Sọc nữa. Cho nên nó sẽ bỏ rơi. Đó. Thứ hai, cộng đồng Ba Sọc bây giờ thì xét về tuổi tác càng ngày càng già đi. Chúng ta phải tính cái độ tuổi trung bình. Phải công nhận với nhau một điều rằng cái độ tuổi trung bình của bọn Ba Que bây giờ càng ngày càng già đi. Lực lượng biểu tình cũng càng ngày càng già đi. Lực lượng đấu tranh cũng già đi rồi. Thứ nhất là tuổi tác. Thứ hai được xét đến nữa đó là gì? Là trí thức. Thì do được lui bằng những luận điệu xuyên tạc, bằng những điều sai trái, cho nên là cái kiến thức của bọn Ba Que Sỏ Lá bây giờ nó cũng càng ngày càng cùn đi. Đây là một điều cực kỳ đáng lo sợ cho bọn Ba Sọc. Bây giờ chúng ta có thể hiểu này, bọn nó vừa già này, vừa ngu này, thì thử hỏi là các bạn là sẽ còn làm được cái điều gì? Vừa già vừa ngu thì chắc chắn là tiền càng ngày càng ít đi. Chúng đấu tranh có thể dựa vào ba thứ. Thứ nhất, đây là gì? Đấy là tiền bạc. Thứ hai, là kiến thức. Thứ ba, đó là kêu gọi sự hỗ trợ của đất nước, của Mỹ. Làm thế nào để phân biệt được hàng Việt Nam anh ơi? Trời ơi em ơi, thứ nhất là thương hiệu Việt Nam thì nó có tên của tên nhãn hàng sản phẩm, nó cũng là hàng Việt Nam. Thứ hai, nó chắc chắn nó sẽ có ghi chữ Made in Việt Nam. Thì chúng ta cứ thế dùng thôi, có đâu có cần phải hỏi đâu là thương hiệu Việt Nam, đâu là thương hiệu nước ngoài đâu. Cứ Made in Việt Nam mà chúng ta xài, có thể là chúng ta sẽ xài nhầm đến những cái thương hiệu của nước ngoài. Nhưng những cái đó cũng do bàn tay khối óc của người Việt Nam ra. Cho nên chắc chắn nó vẫn sẽ đóng góp tốt hơn là cái hàng nhập khẩu từ nước ngoài. Và đặc biệt đấy, chúng ta cũng nên tránh gọi là Made in China ra. Nói chung là mình là người dân, xét về góc độ người dân thì mình không khoái Trung Quốc. Nhưng mà xét về góc độ là một công dân thì chúng ta phải chấp nhận và ủng hộ nhà nước trong cái chính sách ngoại giao với Trung Quốc. Đấy là điều chắc chắn. Anh nhớ hàng lụa nổi tiếng ở Hà Nội đây. Thì nói chung là những cái hàng giả như là của bọn thằng Khải Xin đấy thì cuối cùng rồi chúng ta cũng sẽ tìm được thôi. Các bạn đừng lo. Có thể nó đôi khi nó cũng có cài cắm hàng giả nữa, nhưng mà phải dùng kiến thức của mình. Nếu mà mua một lần mà giả lần sau chúng ta tẩy chay. Cái chuyện đó nó không có nhiều, Trần Vũ hiểu không? Em mới xem livestream của anh em không biết, nhưng mà cái thực ra mà nói cái chuyện đó nó không có nhiều. Cái vấn đề mà nhập hàng Trung Quốc về dán tem Việt Nam thì nó không có nhiều. Nó chỉ có ở đâu đó một vài, hai nữa là chúng ta cũng mua ở trong các cái siêu thị chính thức của nhà nước ấy, những siêu thị lớn đó thì nó rất là ít. Nó rất khó để tuồn hàng giả vào.
Đúng thế, Nguyễn Chiến Hiệp. Bây giờ mà chúng ta cứ ăn hoa quả Thái Lan, ăn hoa quả Trung Quốc vào thì làm sao dân trong nước người ta có thể sống nổi. Nghe Khải Đào hội luận trên phố Bôn Sa khóc lóc khi nói về mẹ lắm, tung hô bà Trưng thấy hài quá. Nói chung là cái phố Bôn Sa TV đấy đấy, mình nói thẳng, nó bao gồm toàn những cái thằng hay mang hết à. Lúc thích thì chúng nó có thể là nói tốt về Việt Nam, thế nhưng mà lúc nó cần nó vẫn cứ phải tung hô bọn ba que ở bên đó. Lý do vì sao các bạn biết không? Lý do bởi vì cuộc sống của nó bên đó, nếu như nó mà nói tốt mà chúng nó phản đối những cái bọn ba que xỏ lá thì chắc chắn nó sẽ bị biểu tình, nó sẽ rất khó sống. Cho nên là thôi, cái điều kiện người ta sống thì người ta chấp nhận, sống ở bên đó thì phải nói những tiếng đó thôi. Lúc thì nói xoa xoa Việt Nam, lúc thì phải nói xấu Việt Nam, đấy là chuyện rất bình thường. Chứ còn người cái còn vấn đề của cái con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, và chúng ta cũng nên nhớ nhá, chúng ta hãy thay đổi cách gọi đi, hãy gọi nó là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, đừng gọi nó với nickname mẹ lắm nữa, bởi vì nó ảnh hưởng. Các bạn hiểu không? Chúng ta nên gọi là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, không nên gọi nickname mẹ lắm. Bây giờ người ta sống giữa cộng đồng như thế, các bạn nói người ta chống bọn chống cộng ấy, thì nói thật nó không có cái tác dụng gì, mà thực ra nó lại còn bị ảnh hưởng đến đến cái cuộc sống của người ta nữa. Đúng. Vì lý do cơm áo gạo tiền nó có thể rất là nhẹ thôi, bởi vì có thể là họ làm trong hãng của nước ngoài, nhưng xét về cái mặt sinh hoạt trong cuộc sống họ cũng rất khó khăn. Thậm chí bên đó nó chống cộng, nên nó chống cộng một cách cù nhầy đến mức độ này. Nếu như mà bạn mà chống họ, thậm chí khéo không chắc vào bất cứ quán nào ăn uống họ cũng biểu tình, lúc đấy thì cuộc sống rất phiền phức. Chúng ta cứ gọi thẳng tên là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ra, đừng có gọi là mẹ lắm, nó không hay. Còn bên phía Ba Sọc họ muốn gọi gì là gọi. Nhưng mà chính ra những cái người mà đang người Việt mà sống ở bên đó đó, họ cũng nói thẳng. Sang bên đó Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có thể trở thành anh hùng. Còn ở Việt Nam thực tế nó chỉ là một cái người vi phạm pháp luật tại Việt Nam, một tù nhân mà thôi. Cho nên đừng quá tung hô. Chính người Mỹ gốc Việt đang sống ở Mỹ họ cũng đã nói thẳng như thế mà. Cái chuyện truyền thông tung hô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nó chỉ là bình thường thôi, nó là một chiêu bài để kiếm tiền. Sắp tới đây Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ được lên các tờ báo, thậm chí là sẽ được tham gia các buổi đại nhạc hội. Và cuối cùng gì? Tất cả mục tiêu đó là khuyên góp mà thôi. Cho nên muốn khuyên góp được thì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cần phải được tung hô trên truyền thông một chút. Mẹ lấm con của sĩ quan Cộng Hòa thì bàn gì nữa anh. Đây mọi người nói thôi. Sao lương thì em suốt ngày say xỉn như thế thì còn làm ăn gì nữa. Đàn ông đàn an phải tỉnh táo chứ. Vợ thì đang mang thai, chồng thì suốt sáng xỉn chiều say. Thì đối với chúng nó thì nó gọi là dân chủ quậy. Đối với chúng nó gọi là dân chủ, nhưng thực tế mà nói cách cái dân chủ của chúng nó đó, đấy là cái dân chủ suông. Bởi vì thường thường như các bạn thấy, những người nào thiếu những cái gì nhất thì người ta thường hay nhắc đến cái đấy nhất. Ví dụ người thiếu vợ thì thường hay nhắc đến vợ. Người thiếu coi là cơm thì người ta hay nhắc đến cơm. Và tôi có thể nói khẳng định các bạn, bọn ba que ba sọc thiếu từ dân chủ, cho nên là lúc nào chúng cũng nhắc đến từ dân chủ. Chúng không được làm chủ, cho nên là chúng nó phải nhắc đến từ dân chủ. Lý do vì sao chúng nó gọi là không có quyền, không có khả năng dân chủ. Thứ nhất, nó không phải người Mỹ. Bọn ba que bên đó khẳng định một điều, không phải người Mỹ, mà chỉ là người nhập cư. Mà một khi đã là người nhập cư thì sẽ không bao giờ được cái quyền ngang với người thổ cư ở đó. Cho nên chúng nó không thể làm chủ được. Còn ở Việt Nam nó là người Việt Nam, nhưng người Việt Nam nó lại không thể sống được ở Việt Nam, nó đã phải bỏ đi rồi. Có đúng không ạ? Nó không có cái nơi nào để nó làm chủ.
Vì nó không được làm chủ, cho nên lúc nào trong mồm nó cũng phải tìm hai chữ dân chủ. Đúng. Vì chính vì những cái mà cái mà phải gọi là cái lý tưởng của chúng không kiếm được cái lòng dân, cho nên là chúng phải tìm cách cưỡng bức lòng dân bằng những cái quyền lực mềm, những cái quyền lực nó thô thiển hơn, quyền lực theo kiểu xã hội đen, kéo bè kéo phái. Các bạn có thể thấy đấy, cả một cái cộng đồng ở bên Bonsa đó, nhưng chỉ đi biểu tình một cái ca sĩ ở Việt Nam là Đàm Vĩnh Hưng. Đàm Vĩnh Hưng ở Việt Nam chỉ là một ca sĩ bình thường, không tham gia chính trị chính em. Ơ thế mà cả một cái cộng đồng nó lôi kéo đi để làm gì? Để biểu tình một chống một ca sĩ. Nếu như mà chống như vậy ở Việt Nam, nó có cả đống ca sĩ như thế, suốt ngày chỉ ăn và đi chống thôi à, còn làm được cái việc gì nữa? Làm sao có thể phát triển? Các bạn không thể hiểu được cái sự khó khăn của một cái người nhập cư sang cái đất nước mà nó lại là một cái đất nước mà phạm văn minh và phát triển nhất như nước Mỹ đó. Thì cái đầu tiên là gì? Là bất đồng ngôn ngữ. Cái thứ hai là gì? Là khả năng về tay nghề. Cái địa vị xã hội nó rất là thấp. Chính vì cái địa vị rất thấp đó nên họ rất xấu hổ với cái địa vị của mình. Nên thường xuyên những người Việt Kiều thường có một cách, đó là gì? Là khoe nhà đẹp, xe đẹp. Khoe nhà đẹp, xe đẹp, khoe cuộc sống tự do, để che lấp đi cái nỗi nhục nhằn ở đằng sau chúng. Đó là những người nhập cư, những người không được quyền làm chủ, và những người mà bị xã hội nó ruồng bỏ, nó ghét, nó khinh. Chính vì nó gặp phải những cái trường hợp như thế, cho nên nó thường đẩy ra bên ngoài, nó che bên ngoài, sau đó nó kêu gọi ở Việt Nam, nó chống phá Việt Nam, nó là vì thế. Cho nên tại sao các bạn hỏi ba que ba sọc gào thét suốt 43 năm nay mà nó biết rằng nó sẽ không bao giờ lật đổ được cộng sản nhưng nó vẫn gào thét, là vì sao? Bởi vì đơn giản, khi nó gào thét như thế thì không ai thứ nhất là nó đẩy cho người ta cái gì, nó khi nó tấn công người ta thì muốn người ta chỉ muốn đỡ thôi đấy, để nó che giấu đi cái lỗi nhọc nhằn, những nhục nhã ở trong chính bản thân của họ. Tôi nói các bạn nhé, sang bên nước ngoài mà không biết tiếng, gặp trong công việc bạn thường bao giờ cũng không được đối xử công bằng với những người có tiếng. Mỹ nó đóng cả một đóng ở cái đảo Nagagoita ở Nhật Bản đấy, nó cả một cái đảo đó nó trở thành căn cứ quân sự của Mỹ mà. Nên mọi người hỏi là Mỹ có đóng hay không ấy, thì nó còn biến nó gọi là Nagagoita hay là gì nhỉ, là trở thành hàng hàng không mẫu hạm không bao giờ chìm, nó cả một đảo mà. Mình lên đây mình nói cái điều sự thật ra, đâu có làm gì đâu, có nâng cao quan điểm gì đâu, gọi là đánh bóng và thương đỗ. Có chuyện chuyện như thế nào thì mình cứ nói như thế, có việc gì đâu mà chúng ta phải 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 gọi là đánh bóng. Khi mà nhìn được cái hình ảnh của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đó, nếu như chúng ta tìm ra được rõ nguyên nhân, chỉ ra rõ cái cuộc sống của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, để cho những kẻ mà còn tư tưởng chống lại nhà nước, tư tưởng và phản động, có thể nhìn thấy được cái kết quả của mình để mà tránh ra, thì việc gì ta không nhắc. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sang nước Mỹ không có gì là vinh quang cả. Sắp tới đây cô ta phải chịu những cái cuộc sống đúng như những người dân ở Mỹ đang chịu đó. Thứ nhất là bị ghẻ lạnh, thứ hai là phải nhọc nhằn trong cái cuộc sống mưu sinh, một lách mà nuôi hai đứa con nhỏ và một bà mẹ già, trong khi có cái gì, tay thì gọi là tay nghề thì không có, nhan sắc cũng không, thì rõ ràng là cái cuộc sống rồi sẽ rất bấp bênh và khổ sở. Có cái gì đâu mà chúng ta phải sợ không nhắc ra.
thường thường khi mới sang được đấy thì nó sẽ nó sẽ rất là trọng dụng, nó sẽ rất là tung hô để kéo về hội đoàn của nó. Để làm gì? Thứ nhất là để chứng minh cho mọi người thấy rằng hội đoàn đây là một hội đoàn chống cộng. Khi tiếng còn nóng, khi mà người ở bên đó còn đang để ý đến, thì nó nhân tiện đó nó vơ vào, nó đánh bóng tên tuổi cho cái tổ chức của nó thôi. Đến sau này khi tên tuổi nó nguội dần rồi, người ta không để ý gì đến Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nữa rồi, thì đến khi đó nó chả bao giờ nó bao tiêu cuộc sống cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nữa. Khổ nhất là sẽ không bao giờ về được Việt Nam nữa. Cái khổ này đấy, nó không nhìn thấy, cho nên khi mà chúng ta nói ra nó rất dễ bị bọn nó phản đam, hiểu không? Chúng ta không nói cái chuyện nó không bao giờ được về Việt Nam nữa, mà chúng ta chỉ nói đến cái cuộc sống hiện tại, cái cuộc sống mà nó ngấm vào người ngay lập tức. Có thể là nó có thể nằm ở nhà chờ coi như là viện trợ của chính phủ Mỹ. Thế nhưng người ta viện, khi mà sống trong cái khả năng viện trợ đó thì cái cuộc sống cực kỳ nghèo nàn. Anh không biết cái gọi là ba chung nhá. Thế bạn 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 Công Định hay là gì, Ngọc Định này, lên trên diễn đàn mà mình đã mời gì đó mà không thấy bạn lên. Vâng, mời chú Phú Nguyễn lên chia sẻ cái cuộc sống về mấy ông dân chủ ở hải ngoại đi. Chào Lily, chào mọi người. À vâng, chào chú. Các bạn ăn cơm chưa? Chú Phú ạ. À, có nghe không? Nghe không? Nó vẫn bộm. Mình xin tạm chia sẻ về vấn đề mấy cái ông mà dâm chủ ở nước ngoài. Thật ra con nấm đâu có cái gì đâu. Mà tại cái tụi mà ở hải ngoại, cái bọn mà là buôn hàng giả thì lúc nào nó cũng phải làm những cái vấn đề giả để mà lừa bịp thôi. Bây giờ tôi đã đặt vấn đề là trước đây là những thành phần mà trước đây là gọi là kỳ cựu ha, mà ở Việt Nam trục xuất ra đi. Thứ nhất là khi mà Bùi Tín thì không phải trục xuất, mà Bùi Tín sau khi đi qua bên này rồi xin ở lại tị nạn ở tại Pháp, thì lúc đó Bùi Tín nghĩ rằng cái chương trình gì tính buổi rằng là khi các nước Đông Âu họ sụp đổ thì nghĩ rằng là Việt Nam thế nào cũng bị sẽ ảnh hưởng vấn đề đó, cho nên Bùi Tín mới là lợi dụng để mà vấn đề cho cái tương lai sau này. Nhưng mà Bùi Tín ra đây là nghĩ rằng là sẽ dễ dàng, nhưng mà không được. Tại vì tôi có gặp Bùi Tín và nói chuyện có nhiều lần trong cuộc họp lắm. Bùi Tín lúc đó là qua ở bên Pháp, mà ở bên Pháp lúc đó là thằng Hai Thế Hùng lúc đó là nó mang danh là chủ tịch cộng đồng người Việt tị nạn của châu Âu nha, châu Âu chứ không phải là mỗi nước nha, châu Âu là thành phần những đa số là thằng lừa bịp, toàn lừa bịp. Thì nó lôi Bùi Tín đi chỗ này diễn thuyết kia để chi, đóng góp. Thí dụ như bây giờ đóng góp thì lúc đó Bùi Tín lợi dụng cái là những anh em ở bên Đông Âu á, lúc đó bên Tiệp, bên Nga, bên Liên Xô chạy qua bên Đức để mà xin tị nạn á, thì bắt đầu lôi kéo. Mà thật sự là cái thế hệ đó là họ đâu có theo đâu. Mà bên cạnh đó cái đám mà gọi là Việt Nam Cộng Hòa là cựu quân nhân á, bắt đầu nó lại đánh phá lại Bùi Tín lại. Thì cuối cùng Bùi Tín không còn đất sống nữa, là phải đi theo Việt Nam Cộng Hòa, đám Việt Nam Cộng Hòa lưu vong. Để chi? Để mà còn cái đất sống, sợ tụi nó tẩy chay. Rồi sau này, tại sao Bùi Tín đi qua rồi nghiễn chí thiện sau này bắt đầu qua cũng tị nạn bên Pháp, thì cũng ở nhà thằng Lai Thế Hùng. Thằng Lai Thế Hùng nó cũng đưa mấy ông này đi chỗ, lúc đầu mới qua mà đưa đi chỗ này chỗ nọ, rồi mở hội thảo này kia nọ, bán sách rồi lấy tiền. Ví dụ tôi nói nha. Vâng, chào cô Lý Mắc Sao. Bán sách 7.000 đồng nha, Lưu Ly, là anh chị em 7.000 đồng.
nó đưa ông Nguyễn Chí Thiện chỉ có 3.000 thôi, 3.000 thôi, còn 4.000 a nó tính ra tiền muốn ngoại trường, tiền này tiền kia tiền nọ, rốt cuộc cũng vô túi bọn nó hết. Nhưng mà bắt buộc phải đi theo bọn nó, mấy ông bắt buộc phải đi theo bọn nó, nếu không nghe bọn nó thì không còn đất sống. Đấy không? Vâng. Tại cái đám Việt Nam mình là nó là dạng là sống lâu lão làng mà, đấy không? Vâng. Đấy rồi sau này bắt đầu á Bùi Tính rồi, rồi xong rồi bắt đầu Nguyễn Chí Thiện mới bay qua Mỹ. Rồi bay qua Mỹ thì bây giờ muốn làm gì, muốn có đất sống có cơm ăn là phải làm gì, không có đi lượm lon như là con Bùi Kim Thành thì phải làm gì, thì phải theo bọn nó đấy, phải theo bọn nó. Chứ thật sự ra bây giờ mà nói mà con mẹ con nắm, đừng gọi là mẹ nắm mà gọi là con, tôi dùng nguyên từ con nắm, nó không có là cái gì hết á. Cái bọn hải ngoại này từ đây hồi xưa giờ ha, Nguyễn Cụ Huy Hà Vũ Hoa đánh bóng, đầu tiên là Nguyễn Trãi Kinh Tỷ rồi Dương Tu Hương này kia đó, rồi bây giờ sao cũng nó chìm lãng trong bóng tối luôn, nó chìm xuống sũng sình luôn đó. Thế thôi, cái bản chất của tụi này là như vậy mà. Chứ còn mà Và nói ví dụ bây giờ mà nói mà có người mà có trình độ, có kiến thức về, có lý luận chính trị là phải nói là Cụ Huy Hà Vũ, nhưng mà rất của Cụ Huy Hà Vũ đã làm được cái gì đâu. Đừng có nói gì những cái bộ mặt như ông Nguyễn Đăng Quế nha, là bộ mặt có tiếng tăm, phải nói là không phải là trong trong nước nữa mà kể cả nước ngoài cũng biết nữa. Nhưng mà cuối cuộc rồi sao, cuối cuộc khi qua đến sân bay họ ừ, gọi tôi đâu rồi, mày cũng vợ qua đây mày bị mấy thằng Việt Nam quà nó vớt mẹ rồi. Cái bọn này tôi nói cho nên những người ở trong nước không hiểu đâu, tôi nói kể cả những thành phần ở nước Mỹ nó không hiểu được cái bộ mặt của cái đám Việt Nam Cộng Hòa này đâu. Đó. Bây giờ nhìn lại nè, cái bọn tướng nè, bọn tướng tá Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó, đó. Đó. Thằng Mỹ nó đào tạo ra mà bây giờ rốt cuộc rồi sao nó bỏ, đúng không? Cho nên các Và bà đừng có nghĩ rằng thằng Mỹ là thằng tốt. Thằng Mỹ á, nó ban giao với chúng ta là trên vấn đề, chúng ta phải hiểu rằng là trên vấn đề quyền lợi kinh tế của một đất nước. Chứ đừng bao giờ bảo rằng là phải là theo Mỹ, phải Việt Nam Cộng Hòa nè. Ông Diệm theo Mỹ sao, nó cũng giết. Thiệu theo Mỹ nó cũng cũng bỏ khi rơi. nào có lợi cho nó thì nó sẽ Nếu mà thành thằng công, Mỹ còn khi nào nó không có lợi cho nó thì nó sẽ đó dẹp. là người Mỹ á, nó là cây gậy và củ cà rốt. Người Mỹ lúc nào nó cũng đặt cái vấn đề đó thực tế, nó đặt này là quyền lợi của dân tộc của nó thôi. Nhá. Thấy chưa? Vâng. Là cũng như là ví dụ như cũng như hôm qua Sơn Tây nói một câu thế này, thằng tổng thống Trump là lên trên diễn đàn nó là những cái nước cộng sản là nào còn thế giới này còn những nước cộng sản là những là những là sự là đi xâm nước người ta rồi là này cái nào nghèo đói bà mẹ mày gì cái mình tranh luận là phải như vậy thôi, chứ đối với tranh luận mà với lại cái đám này mà ông mà dùng cái lời lẽ mặt ngọt cái nói là coi như là nó sẽ lái qua câu chuyện hay là dẫn dắt câu chuyện đưa vào mấy ông vào cái game của tụi đó, thì tại sao phải hỏi đó là tại sao thằng tổng Trung Sung đó, nó đến Đà Nẵng nó nói sao không lấy một nền căn bản của nước này, một cái chủ nghĩa của nước này, một nhân quyền của nước này, dân chủ nước này của nước Mỹ mà áp dụng cho một đất nước khác. Và tại sao thằng Trung nó bảo rằng là tôi hôm nay cũng là ngày ba mươi mấy năm trước đây người Mỹ đã đổ bộ vào ở Đà Nẵng, và ngày hôm nay tôi nhìn thấy Đà Nẵng như thế này, nhìn một đất nước Việt Nam như thế này. Chính trị nó là hai mặt, cho nên chỉ có cái bọn cái đầu 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 hũ á, thì cho nên nó mới nhìn ở khía cạnh thôi đó. Nó đâu bao giờ nó nói rằng Trung là phát biểu câu nói đâu, nhưng mà nó chỉ nói là Trung chỉ phát biểu câu kia thôi đó. Cái ngu của tụi nó tại sao chính trị là nó phải lên vậy, tại sao thằng Trung lúc thằng Trung nó lại thằng Uẩn, hai thằng nó chửi nhau rồi rốt cuộc thì sao không, nó phải trải thảm đỏ rồi giữa hai thằng đi thênh thang để nói chuyện đó. Cho nên cái bọn Việt Nam Cộng Hòa nó thua là phải, tại vì cái đầu của nó không có chính trị, cái đầu của nó không có cái chính trị đó. Tôi nói thật mà, tôi nói với Lưu Ly biết, tại Lưu Ly cái ở đây tôi không nói là dám cho là tôi có nhận thức, cái có nghĩa là cái học thức có thể là tôi không bằng, nhưng mà cái kiến thức và cái nhìn nhận này tôi đã đi qua hai ba chế độ. Tôi nói thời Việt Nam Cộng Hòa mấy ông mà sinh viên đi du học á là con ông cháu cha, mà 10 ông đi qua nước ngoài đi du học là có hai ông được, hai ông là thành tài thôi, còn bao nhiêu là caboose hết, bao nhiêu là hư hỏng hết. Mà thậm chí thì tại sao mà thời Việt Nam Cộng Hòa mà những con ông cháu cha mà đi qua bên đó du học mà tại sao bị cộng sản không, họ mua họ 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 họ, họ chiêu hồi được hết, tại sao có những cuộc phản chiến ở tại nước ngoài, đúng không? Tại Lưu Lưu chỉ biết mà
tôi chưa biết đâu, đúng không? Và thì chú trình bày đi, Cái chú cứ đó là nói cho bọn các bạn đều nghe đi. trên vấn đề là cái kiến thức, cái đường lối chính trị của Việt Nam Cộng Hòa rất là yếu kém, rất là yếu kém. Cho nên cái nhiều ông ở bên Mỹ á, mà đa số cái người hải ngoại nó bị vong bản lắm. Là tại vì sao, lúc nào thí dụ cái thằng ở Đức nói ơ Đức Đức nuôi thế này, ba thằng mà lên máy bay, bốn thằng lên máy bay nha, một thằng Mỹ, một thằng ở Đức, một thằng ở Pháp, một thằng ở Canada, hay là một thằng Úc, thì thằng nào cũng nói nước tôi là ngon hết đó. Nhưng mà thật chắc chả có mẹ hết. Tôi nói thật, những thằng ở nước ngoài á, bây giờ dù cho mà mang quốc tịch chỉ là công dân hạng hạng bét của đó thôi. Tôi nói thật. Cho nên lúc nào cũng là chẳng qua thì về Việt Nam rồi lúc nào cũng ô, tao là Việt kiều, mày Việt kiều là cái đế gì, bà mẹ mày bên đó một đa số ở bên Cali là vũ móng, mẹ vô đảng cái vũ không đó, và thằng nào cũng bốc phét không, thằng nào cũng là bên này là xăm con đại bàng, bên kia là xăm rồi mà toàn là cái gan toàn là con dế không à đó. Có cái em nào nói rằng là cái em nào mà thì Gona Phạm gì đó hôm qua mấy em đó vô vô trong cái diễn đàn nào đó, tại sao con gái Việt Nam phải đi làm đĩ của mày, nó đẹp thì nó có quyền đi làm đĩ chứ, bây giờ thử như em đi làm đĩ có thằng nào nó chịch không, vì cái đổ thừa là cộng sản là tạo nên cái xã hội đồ hổ bây giờ nè, bây giờ thằng Mỹ nó có nước nước Mỹ sát nước Mỹ á, nó có cộng sản, tại sao dân Mỹ nó phải đi đi làm đĩ các thế giới luôn. À, thằng Nhật gái Nhật nó cũng qua bên Đức rồi, nó làm gái gái Thái Lan đang qua đây nên rất là nhiều, nước đó có cộng sản không, cái đó là tùy theo cá nhân của mỗi người, của cái thể xác của nó vốn tự có của nó thì nó muốn làm thì nó làm, đúng không, Và đúng không? Vậy thì bây giờ tôi hỏi là bên Cali đó, cho nên bây giờ tôi hỏi mấy cái thằng mà Việt Nam Cộng Hòa ở bên Cali đó, mấy thằng Mỹ đó, vậy thì ở bên Mỹ cái đám Việt Nam, con cái Việt Nam Cộng Hòa nó có làm đĩ không, đây này quán cà phê Núa nè. À, những cái quán cà phê chiều tím ở bên đó đó, gái mà U30 mấy ấy, thì giá khác, giá mà U20 là coi như giá khác đó. Cái xã hội lúc nào nó cũng có cái mặt này và mặt nọ hết. Bây giờ mấy ông cái chê cộng sản giàu, vậy tôi hỏi mấy ông Việt kiều ở trong ở hải ngoại, là có mấy ông có bằng cái sự giàu có của ông, có bằng cái người dân Việt Nam không? Mấy ông chả có bao nhiêu, tôi nói dám nói thật một câu rồi đó. Chỉ có những cái thành phần nào ok họ buôn bán họ làm ăn gặp thời ok họ lên thì họ giàu có được, chứ còn đi làm ăn cũng cắt đủ chi phí thôi. Bây giờ thí dụ bây giờ tôi nói bên Mỹ nè, anh tháng 2.000 đô tiền nhà anh trả bao nhiêu rồi, tiền nhà anh trả ít nhất cũng phải là 800 đồng, anh còn 1.200 đồng tiền xăng tiền cộ tiền xe, anh mua xe anh phải trả góp, một tháng còn bao nhiêu. Bây giờ tôi nói bên Đức là thí dụ bây giờ con tôi này nè, con tôi là nó đây, tôi không dám tự khoe nha, tôi không dám tự khoe nha, giờ tôi chỉ nói con tôi thôi, nó là một tháng coi như là 3.600 tiền tiền brutto nha, 3.600 nha Luli, mà trừ thuế hết rồi này kia kia là nó còn trong tay khoảng 2.600, 2.600 trả tiền nhà bao nhiêu, trả tiền nhà hết 1.000 đồng rồi, còn 1.600 tiền xăng tiền cộ tiền bảo hiểm này kia kia nọ, một tháng cao lắm nó còn dư được 300 400 đồng thôi. Và đối với người Việt Nam là mình ăn uống không phải là như là bọn Tây nha. Đấy. Bây giờ tôi hỏi mình ở bên bên Đức này 7 7 euro một gói thuốc, bên Việt Nam một gói thuốc có 10 ngàn bạc. Một gói thuốc có 10 ngàn đồng à. Mấy ông nghĩ sao? Một ổ bánh mì ở bên bên Việt Nam chỉ có 20 ngàn đồng mà rất là ngon. Đấy. Tùy theo cái mỗi cái đồng tiền mà nó áp dụng cho ở một cái xã hội đó. Và Không, cái rõ đeo ràng cái điều đấy thì không, cái sự so cái điều đó cái điều đó thì hiển nhiên rồi, bởi vì chúng nó thường đấy là chúng nó khoe cái nhà, nhưng mà nó không bảo được cái nhà này là chúng nó trả được bao nhiêu phần trăm rồi, mà nó cứ bảo là khoe là sánh. nhà Bây của giờ thằng nó. nào nói nhà cho nó nghe, bây giờ anh nói Luli nghe nha, cái nhà bên Mỹ á ở tiểu bang nào nó thật, cái nhà mà những cái tiểu bang miền đông á nó còn rẻ hơn cái chung cư ở đây nè, chung cư Việt Nam nữa, anh nói thẳng mà. Nó chỉ có Cali thôi, hoặc là ở bên Đức anh nói là mua một căn nhà là 2 vợ chồng phải đi cày, mà phải trả từ, nếu mà 2 vợ chồng mà cày mà ok là phải 30 năm, còn không là phải 40 năm. Bây giờ mày thằng nào nó có nhà, nhưng mà hỏi cái nhà cái đó là mày trả liền xong chưa đó. Tôi nói thật, một căn nhà ở đây mua 400 ngàn nha,
cho 3 phòng 400.000 euro, 400.000 euro, trong khi một căn nhà ở Việt Nam ở đường Âu Dương Lăng, tôi nói đường Âu Dương Lăng chứ tôi không dám nói cái đường của nhà Trung Mạch nha, đường Âu Dương Lăng thôi đó, hay là con đường của nhà tôi nha, Âu Dương Lăng là quận 8 thôi nha, là căn nhà bình thường nhất cũng 15 tỷ rồi, hơn 400.000 đấy không, đúng không? Bằng 15 tỷ là bằng 700 ngàn rồi. 6 Đấy, 600 mấy rồi. thằng nào bốc phét không? Tại sao cái bọn hải ngoại á, tôi nói nghe, cái bọn hải ngoại không, nó không riêng cái bọn chống cộng, nhưng mà tâm lý của những người dân ở hải ngoại lúc nào cũng vậy đó, cũng không muốn đất nước Việt Nam mình phát triển, và anh nên nói tới là Việt Nam giờ giàu có, nó bắt đầu bị môi. Tại vì sao? Tại vì cái lòng ích kỷ của họ, tại vì không muốn đất nước Việt Nam giàu, họ không muốn người Việt Nam giàu. Tại vì nếu mà Việt Nam nó giàu quá thì họ về cái bắt đầu họ không thể hiện được ta là người Việt kiều. Có hiểu tôi nói? Vâng. Cái đó cái tâm lý của người Việt Nam. Đấy. Có nghĩa là không không muốn ai bằng mình. Đấy. Tôi nói ông như Mình có vậy thể mà. thua, mình có thể thua bất cứ ai nhưng không muốn đồng bào mình bằng mình. Đấy, cho Cái nên đó là phải phải là kiêm sao? nó. Đó là cái dân tộc tính à. Cái dân tộc tính là nó vậy nè, kể cả trong gia đình cũng vậy, chứ đừng có nói chi là một cái xã hội. Dân Ông biết tộc tôi tính nói thì đặc biệt là những cái người ở trong nước đấy, những người ở trong nước này thì họ mong anh bạn bè mình càng giàu mình càng mừng, thỉnh thoảng sang còn vay tiền của nó được tí. tin tôi nói cái bọn mà tôi nói thật, cái bọn mà đi ra hải ngoại này á, cái tinh thần dân tộc của nó không có, mà lúc nào thằng nào còn bắt đầu thôi tôi vô quốc tịch tôi thế này cái kia nọ, bà mẹ mà hỏi tiếng chỗ ngõ Việt Nam là Việt Nam, tại sao phải như vậy, bà mẹ như hôm qua tại sao tôi mới nói là Sơn Tây, tụi mày không có quyền, tụi mày muốn nói muốn phê phán đất nước Việt Nam, tụi mày đưa hộ chiếu Việt Nam ra tao coi, đưa hộ chiếu Việt Nam ra tao, tao 30 năm ở Đức là tao vẫn giữ hộ chiếu Việt Nam, vẫn giữ quốc tịch Việt Nam này. Tao có quyền tao nói, tại vì đất nước đó là của tao, mẹ con bọn mày đừng mày lấy quốc tịch mày, tụi bọn mày xỉa vô đây, tụi mày xỉa làm gì? Đó. Bây giờ tụi mày nghĩ rằng những cái thằng mà ở hải ngoại nghĩ rằng có hơn những người Việt Nam, đời sống tụi bay á, nó dám nói thẳng luôn á, anh nói thẳng luôn á, Và nó có nhiều cái thằng nó cuộc bắt sống đầu ở Việt lên Nam nghĩ thì cái cuộc sống ở Việt Nam có thể là thu nhập nó thấp hơn ở nước ngoài nhưng nó hơn ở chỗ là cái nhu cầu thì cái đồng cái chi tiêu ở Việt Nam nó vẫn rẻ và cái cái đó, cách anh sống nói ở cho Việt em Nam nghe nó là phù cái hợp với đó người Việt chỉ Nam. so sánh vào cái thời bao cấp thôi à, Luli à, chỉ so sánh Vâng. vào cái thời bao cấp thôi đi à. Anh nói là anh đi nhiều lắm, nhưng mà tại vì không có thời gian nên nói chuyện cho nó hỏi anh có đi Mỹ, bà mẹ mày tao đi Mỹ mà tao tao nhìn cái xã hội Mỹ, nó là tụi bay cái đó là Việt Nam cắp mà trộm nè, đi tới thằng con nhỏ cháu tôi đi là vừa đi trong phố mà nó rút mẹ nó ăn cắp cái điện thoại iPhone rồi. Nước Mỹ đó, cái sự ăn cắp ăn trộm là nhiều nhất ở nước Mỹ. Cho nên mẹ cái bọn mẹ lúc nào cũng lên, tôi nói thí dụ bây giờ tôi nói với ông có dùng cái Việt Nam để mà so sánh Mỹ không khác gì là mình lấy một trái dưa hấu rồi xong mình lấy một trái táo rồi bắt đầu mình nói ô sao trái dưa hấu nó bự quá. Tôi nói bây giờ đi giữa nước Đức và nước Mỹ thôi, là nước Mỹ về hệ thống an sinh xã hội về tất cả mọi mặt đã thua Mỹ rồi, đã thua Đức rồi. Tôi nói về cái tiêu chuẩn nhà tiêu chuẩn mà công công nhân đi làm thôi đó, là bên Mỹ cũng đã thua rồi. Cái tiêu chuẩn đó, đã thua rồi. Cái đồng lương bên Mỹ đi làm rất là rẻ, mà thí dụ ngày phép này này kia nó rất là rẻ, rất không có nhiều, mà lúc lúc nào cũng lên bên tại sao bên Mỹ tôi là này kia, bên Mỹ tôi là chưa thế chưa nào, chưa chưa có hàng chưa cho có nên hàng mấy thằng này nó lúc nào nó cũng là nghĩ như vậy. Cho nên hôm qua mình nghe vui thằng bạn Sơn Tây á cái gì đó không Sơn không Tây không hay gì gì, gì, Duy Nguyễn, Duy à. Nguyễn nó bảo rằng bên Mỹ nó ngạc nhiên thôi, mà tại sao nước ngoài có được loan. À, thưa mình cũng cũng mong cái clip này mình muốn chia sẻ là Duy Nguyễn để Duy Nguyễn hiểu nè, dạ thưa là những cái chai nước đó, những cái chai nước mà uống á là ở bên này thí dụ nó tính 15 sen luôn cái vỏ luôn cái chai nhựa 15 sen đó, khi mà ta uống xong người ta dục vô mấy cái thùng rác á thì mấy người đó đi móc ra bán. Thì ta đấy mấy người đó mới là đi đi hay là mấy cái vỏ chai bia á, tụi nó uống xong rồi tụi nó dục vô mấy cái thùng rác á thì bắt đầu họ mới đi lượm Không chứ rồi mà nó nếu bán. nếu nếu như thế thì nếu nếu như thế thì như ở bên này đấy là rác mà người ta đã được thu gom sẵn ở trong nhà, người ta phân loại Không, sẵn ở trong nhà rồi. cái rác thu gom là nó khác,
ý là họ 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 lượm mấy cái thùng rác của công viên á, hay là của những cái bến tàu, Ở công viên thì đúng ta không? cũng phân loại rắn là thùng này đựng ken này, Không thùng này không đựng không, chai nhựa này, thùng này nó đựng bỏ rác có các bỏ thứ. vô có phân loại, nhưng mà họ họ vẫn thọt tay họ lượm, đúng không? Như thế Đúng thì khác gì rồi, ăn cắp. không phải ăn cắp, nhưng mà cái đó là cái chuyện bình thường, cái thùng rác công cộng mà, cái Không, như thế thùng rác công như cộng thế mà. gọi là ăn cắp đấy, bởi vì là cái thùng rác đó họ để đó là cái công ty Không, nó rác không đấy, gọi người là ta ăn đến người ta đổ đấy, người ta sẽ cắp. lượm đó. Không có ai quan tâm đến cái chuyện đó, tại vì nó là cái nhu cầu cho những cái người ốp đất lớp, có nghĩa là những người gọi là thu nhập thấp, hay là những ông già bà già, cái chuyện đó bình thường, hiểu đó. Và ở bên này cũng có những Hello người anh ăn phương xin, Tây. thì tại sao có nhiều người á, cái bọn mà hải ngoại lúc nào nó không nhìn, tại sao Việt Nam có nhiều người ăn xin, ba mẹ mày đâu có phải là nhà nước người ta bỏ xin, nhưng mà cái người đó không phải là ở cái địa phương đó. Tôi nói ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh thấy có nhiều bà già đi bán giấy số, nhiều người đi ăn xin, nhưng mà họ đâu phải là người dân thành phố đâu, họ dừng ở vùng quê họ vô. Nhưng mà phải hiểu rằng cái vùng quê họ vô là người ta đâu, thành phố đâu có trách nhiệm, tại vì không phải là công dân của họ. Cũng như ở đây cũng vậy nữa, anh ở một cái chỗ khác, địa phương khác, anh chạy về về cái địa phương này, anh đi ăn xin, cảnh sát nó thấy, cảnh sát nó đứng dậy nó bỏ nó chạy, bắt là cũng đâu có làm gì nó đâu, bắt ok rồi bắt đầu phải tốn tiền vé tàu trả nó về, rồi kêu nó phải đi về, nó bình thường thôi, biết không có ai làm gì, không có ai quan tâm đến, ok bắt thấy thì cảnh sát là nó bỏ nó chạy. Cho nên cái đám mà hải ngoại á, nó suy nghĩ một cái là coi như là về cái cảm tính của bản thân họ thôi, họ lúc nào cũng thiện, ô sao người Việt Nam khổ quá, tổ quá, bà mẹ mày nói thật, mấy cái bà già mà ở vùng quê vô bán vé số còn giàu hơn tụi bay đó, bà có nhà ở ngoài miền Trung á, tại sao tôi dám nói câu đó, là tại vì tôi đã đi sâu vào vấn đề đó, tôi tìm hiểu vấn đề đó. Lưu Ly hiểu tôi nói không? Mấy người đó Vâng. là ở ngoài miền Trung á, để tôi nói cho nghe, họ có nhà có cửa có con cái hết á, nhưng mà con cái nó không chịu, nó xúi cha mẹ đi vô trong này, rồi mấy thằng mà địa lý giấy số á, đúng không, nó làm cái địa lý giấy số xong xã rồi, nó kêu mấy bà thôi vô để bán, một ngày mấy bà bán gì cũng được, kiếm một tháng bà kiếm được 5-6 triệu, đánh vào cái lòng thương hại của người ta, hỏi một cái con đường mà cả trăm bà người bán giấy số, rồi tối về mấy bà nó trò cho mà chạy chiếu cho mấy bà, mười mấy bà nằm suốt lớp dưới sàn, cơm nó cũng cho ăn, ăn cơm thì cũng bình thường thôi, nhưng mà mấy bà đi bán vậy, nhiều người khách người ta thấy vậy, ok người ta cho ăn hủ tiếu này kia nọ, rồi người ta cho thêm tiền, cái doanh thu nó rất là cao, đồng tiền nó phải làm gì, gửi về quê cho dây cho góp. Thế nên mấy ông đội hải ngoại làm sao biết được, cái lúc nào ô, sao tội quá cộng sản để này, bà mẹ mày nước Mỹ đó, nó cộng sản nó có ăn xin vậy, nó có cộng sản tại sao nó không phải đi làm tỷ vậy, nó có cộng sản tại sao nó vượt biên qua Mỹ vậy. Nên tôi nói những cái thằng mấy cái đám mà hải ngoại nó thằng câu, những cái đám đầu tôm, mình nói mình rất là bức xúc, mình nói thật, kể cả những cái dân ở đây nè, anh nói là nó dám không, thằng nào đó kiếm anh này đâu có dám đâu, những cái clip anh lên nói chuyện đó, tụi nó là chó hùa thôi, tụi nó ăn hiếp những cái người nào không biết thôi, hiểu nó Thì giống như không? hôm trước đấy có cái clip ở bên Đức ấy, có cái vụ mà bọn cờ vàng ba sọc đỏ biểu tình cái vụ bắt Trịnh Xuân Thanh đó, thì có cái clip mà hai chị em người Tôi nói Hà là Tĩnh chẳng Nghệ An gì đó mà chửi nhau với thằng Hiếu Nghiện với à, lại một cái đúng thằng chửi rồi nào đó đó, đúng đấy, chửi đó, hai thằng tụi đàn nó đâu ông, có hai dám đâu. thằng thanh niên mừng, nhưng mà có thể là bắt nạt hai người phụ nữ, nhưng chỉ cần coi là một thằng Tây già già cóc đế ra quát cho cái là lại cúp đuôi đi mất. Nó thể hiện là gì, là đấy mới là gọi Cho là nên hèn đi giặc, tôi đấy nói mới thật, hại người cái dân. đám hải ngoại này, cái đám cái tôi nói thật, cái đám hải ngoại này phải dùng một câu là cái tụi vong bản, cái tụi vong bản, nó không có, nó trong đầu nó không có hai chữ là tổ quốc, nó không có quê hương, đúng không? Còn bà mẹ nó ở đây chờ mà, ví dụ như siêu thị mà hạ giá thịt thè rau, thà giá nó mua cốt về đầy tủ lạnh, mà về Việt Nam cái đồ này ăn không được, bà mẹ nó qua bên này nó ăn như chó như heo, mà bà đặt nó về Việt Nam nó này kia kia nọ, cái bọn này nó sĩ diện, mà gọi là sĩ diện không có đầu óc, phải không? Nó bảo là cộng sản theo Tàu, nhưng thật chất là cái bọn hải ngoại này nó là cái thằng giúp Tàu, tiếp tay cho Tàu, lúc còn đã là cộng sản bán nước, tự nhiên nước Việt Nam mà nó bảo rằng cộng sản là bán nước rồi, không khác gì nó bảo rằng người Tàu rằng ê, nước Việt Nam là của tụi bay á, đúng không? Đúng không? Vâng. Đúng không?
mà lúc nào nó bảo là cộng sản bán nước. Thế nên nói với cái tụi mà lưu vong á, là phải chửi trong đầu của nó, phải dùng những cái tư tưởng, những cái lời đanh thép, đúng không? Chứ cái bọn này mà ba mươi mấy năm nói là bọn này nhiều à, tại trong đầu nó không có mấy tụi đó. Vâng. Đúng mà lúc nào nó bảo là tại sao nước Mỹ Nhưng tao mà này bác kia kia, bà mẹ mày tại sao thằng Trump, nhưng thằng mà Trump đây à, tôi tại thấy sao thằng là Trump á, bác nó cầm lên nó nắm, tại sao thằng Trump tôi á. chửi thế mà bác cầm bác phải ngoi Không, đầu lên ở mà tôi đây chửi xin bác lỗi cầm bác nha. Cầm, là tôi chỉ nói là nói với những cái bọn, xin lỗi bác Cầm, ở đây tôi nói là nói với cái bọn mà là lưu vong, cái bọn mà không có tổ quốc, chứ không phải là nói những người mà có một tấm lòng quê hương dân tộc. Mình phải hiểu hai cái vấn đề đó khác, cho nên bác Cầm đừng bao giờ mà hiểu 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 nhầm vấn đề đó. Đấy, mày bảo rằng báo chí ở bên Mỹ, mẹ bà mẹ thằng Sơn Tây mày ngu lắm, tại sao thằng Trump khi mà nó lên bắt đầu là nó khiêu chiến là bọn truyền thông, chính cái bọn truyền thông là tại sao nó gọi là phát niu, mà mày bảo rằng là bọn truyền thông của bên Mỹ này cái nó trung thực, chung cái bà mẹ mày á, đồ dốt đồ ngu Cái đấy chúng ta không 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 nên dùng đó. lời lẽ chửi bới, chúng ta cứ nói chuyện bình thường thôi. Không phải dùng những lời lẽ đó lại, tất nhiên là nó đã chê, nó đã bôi bác cái đất nước của mình, thì những cái con người đó phải dùng những lời lẽ này. Chứ anh, tôi nói anh, tôi nói thật lưu ly, chỉ chơi trên cái diễn đàn này ba chúng tôi nè, tôi không dám tự hào chứ 15 năm trước, 20 năm trước tôi đã chơi bên Pháp rồi, tôi đấu tranh những cái đám mà gọi là chống cộng như thế nào thế nào. Con Ly Sa Phạm á, con Ly Sa Phạm á, tôi gặp mặt nó bên Mỹ và tôi còn về Việt Nam, tôi gặp mặt khi mà nó bị bắt như thế nào nữa. Nó hồi xưa nó chơi cái đít beo sao, ngày xưa con Ly Sa Phạm tôi nói cho nghe, nó y chang như Vũ Linh vậy, thằng Hoài Linh vậy, cái tướng tình y chang như Hoài Linh vậy đó. Đấy, nó cứ nói mà đối với cái bọn mà gọi là chống phá đất nước, không bao giờ anh dùng những cái lời lẽ, mà tôi nói cho nghe, đừng bao giờ mà đi theo những cái hướng lái của tụi đó. Tại vì biết sao, tụi thằng Sơn Tây hay là tụi từ hải ngoại nó vô đây là một mặt nó làm gì không, nó làm một cái game show, ông biết tôi nói không, nó làm cho ông bức xúc để mà thành trở thành cái game show, ông biết tôi nói không. Vâng, bác cứ kể đi. Tại sao Bác mà kể mình phải để cho nó nhất làm, là vấn đề Lisa đấy, Phạm tại đi. sao con Ly Sa Phạm á là nghề, là nó là nó làm nghề nail, mà cái tiệm nail nó ở khu Da Đen nó ế lắm. Thì sau khi nó cặp với thằng Huy, thằng gì bây giờ mà nó qua bên tụi Việt Tân đưa nó qua nó làm truyền thông, là hai anh em nó lúc đó là bắt đầu là tụi Việt Tân nó giật dây để mà phản động ở trong nước, tuyên truyền rồi này kia nọ. Thì thằng Nguyễn Quốc Huy Vâng, thì Dương lúc đó Quốc công Nghĩa. an ập vô à, thì lúc đó công an ập vô thì thằng Nguyễn Huy nó đã chạy trước rồi, sau này đi Việt Nam qua Thái Lan tụi rồi tụi Việt Tân nó mới đưa qua đó. Thì con Lisa lúc đó nó mới vô ngay cái chỗ nhà Quốc Huy chụp luôn, bắt nó nhốt gần một tháng đầu, mẹ nó khóc lóc nó năn nỉ này kia, lúc đó nó chưa có quốc tịch, xong rồi thả nó ra, bắt đầu nó về nó chửi, xong nó về nó lên live stream rồi, mà lúc đó tròn chơi ban thoát rồi, nó chửi này kia, nó bắt đầu là xong rồi nó ngã luôn. Rồi cái con Mai nữa, cái con Lâm Ngân Mai nữa, trời, mấy tiểu sử mấy nhỏ đó tôi nắm rõ lắm, Lâm Ngân Mai như thế nào. Trời, mẹ xin lỗi ông chứ mẹ nó kêu tụi tôi vô khách sạn chịch nó, mà tụi tôi không chịch con Lâm Ngân Mai đó, con Mai đó. Tôi nói thật Ừ. câu câu những cái lời nói của tôi đây, tôi chịu trách nhiệm. Đấy, Rồi. cho Thế thì nên thông báo với lại chú Phú với lại tất cả anh chị em trên diễn đàn đó, là vì chú Phú nói đến cái con Lisa Phạm thì đã bắt đầu từ những cái live stream sau trở đi, và là con sẽ làm những cái một cái series series live stream, có nghĩa là bẻ cổ Lisa Phạm, tức là nó live stream nó nói vấn đề gì thì tối tại sau à, tối ngay lập tức mình sẽ live stream mình bẻ cổ nó đấy. tại vì á tại vì con lúc này tôi lúc trước tôi có nói trên cái diễn đàn của thằng Ngô Long, mà lúc đó thằng Ngô Long là nó còn ok lắm kìa, tôi nói về vấn đề con Ly Sa Phạm nữa. Mà ngày xưa tôi nói ông, ngày xưa nó cái dáng nó làm sao thì nó y chang như thằng Hoài Linh như vậy á, mày ngực không có bông không có. Mà sau khi thằng Huy về bắt đầu mà qua Mỹ ở cho nó được 3 tháng là thằng kia bỏ đi, tại vì
nó dạt đằng trước không có gì hết, mà dạt đằng sau cũng không có gì hết, sau này nó mới độn lên, nó mới độn rồi lên, nó tăng trang phẫu thuật lại, xong rồi mẹ bắt đầu nó theo cái đám gì tăng này kia nào, đám vận động chứ thật sự nó có gì đâu. Còn kể cả Lâm Ngân Mai cũng vậy, nó Lâm Ngân Mai ngày xưa tôi đó nghe, ngày xưa Lâm Ngân Mai nó lên Bangkok nó chơi á, nó toàn đi hát karaoke không à, nó ở bên quận tư mà, nó có người mẹ già thôi, ba nó như là ở bên Canada, ba nó bỏ má mẹ, mẹ con nó lâu rồi đi ở Canada. Nó trắng đứa mà nó lùn, lúc đó là nó bán, nó đi bán đồ nghề mỹ phẩm. Chính tôi về tôi uống cà phê nó ở bên quán 343 mà, bên xin tôi cái laptop mà, nó còn lừa, nó còn lừa tôi nữa, là lúc đó nó cặp với thằng Alaska bên Mỹ đó, lấy cái nick Alaska về chịch nó đã xong xả, bắt đầu nó gọi điện thoại qua tôi, nó anh hỏi cái gì, nó anh có tin em, hỏi sao tin làm sao đó, anh có thể giúp cho em mượn, cho em mượn 1.000 euro em chuyển qua cho thằng Alaska. Tôi nói em anh đâu có ngu đâu, anh đâu có điên đâu, mẹ ở trên cái mạng này mà em bảo rằng cho em mượn tiền rồi lấy gì em trả, mà thằng Alaska nó diệt trùng Mỹ mà, tại sao mà nó bảo, tại sao phải mượn tiền anh để chuyển qua cho nó. Đó, tụi này cho nên anh đã nói rồi, tôi nói cái trên mạng xã hội này phải lúc nào phải đề cao cảnh giác, mà lúc nào cũng phải đừng có để cho bọn nó gài game mình, đừng có để cho tụi nó làm cho mình một cái talk show với em. Cái đám hải ngoại này anh rành lắm, đúng không? Mà những cái thành phần mà gọi là thằng gì mà mới hôm mà hay live stream mà có cái đại bàng mà mắt hơi 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 lé lé, thằng như là Mỹ thằng Hưng, như thằng thằng gì đó, thằng thằng Gò Công đó, Thái Gò Công á, à không 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 phải thằng thằng Thái Gò kia nữa Công, kìa, thằng Huy Đức, Huy Đức thằng gì đấy nè, đồ khám xét khi Đức đồ ở nước nào lên nói cộng sản trả 200.000 1 triệu la cái đầu bà mẹ mày, mẹ nó không muốn giết mày, nó giết mày là đơn giản, nó nói thật á, nó rất là đơn giản. Mày là cái gì, thằng đó hồi xưa chơi ở bên Bangkok mà. Mà mấy thằng chống cộng á, tụi đó nghe mấy cái thằng chống cộng á là chuyên môn á là đi vô kiếm gái để chịch, kiếm gái để show hàng cho coi không à. Chính con Lâm Văn Mai cũng bị cái đám Việt Tân ở bên Úc á, lúc đầu nó nghèo khổ ca hát kê, sau cũng bắt đầu tụi nó cho tiền, thằng thằng cái nick cái thằng thằng gì Hà Nội đây nè, không cho tiền bắt đầu xong xã show hàng, rồi cũng như con Thái Hà Hoàng nó vậy, show hàng rồi xong xã rồi nó cho tiền thế thôi. Nên tao nói trời ơi, hồi xưa có con nhỏ Tây Ninh Cung Huệ đó kìa, tụi mày bắt đầu cũng cặp mấy thằng chống cộng xong nó về, tụi mà tụi nó livestream ở đâu giờ nó cho thấy mặt đâu, tụi mà hồi xưa bên nó thốt, tụi mà bên mấy cái rơm chống cộng nó đâu có dám cho thấy mặt đâu. Cái tụi anh chơi biết sao, cho mấy nhỏ Việt Nam, ờ mấy lúc đó nhỏ rồi là show hàng trong á, trong trong cái lúc văn đó có cái là có cái bắt đầu gọi là cái có cái phòng gọi là đấu tranh dân chủ ấy gì. hồi xưa anh nói nhiều phòng đó, hồi xưa tụi anh mở cái phòng nha, mở cái phòng mà Cộng hòa Cộng sản tranh luận mấy ông đâu có dám qua đâu. Tôi nói nội qua thằng Sĩ Hoàng á, lúc đó là cái Sĩ Hoàng nó đùm, nó lừa mớ tiền ở bên đó rườm rà lắm, anh nói mà thời nào anh nói hết cho nghe. Con Bêu Sao á, là con Lisa Phàm ngày xưa là nó rất là vui, là nó chơi những cái rôm gọi là rôm giang hồ không, mà có nghĩa là làm game show rồi chọc phá rồi kia nọ thôi, phải không? Sau khi mà nó về Việt Nam nó bị bắt là bắt đầu lúc đó nó mới theo gọi là chống cộng luôn, bị mấy cứ kỳ dụ dỗ luôn. Nên tôi nói rồi, cái đám hải ngoại nó thật sự xin lỗi mấy mấy người mà yêu nước thì mình không nói rồi, chứ còn nó thật sự mà nói chứ mấy cái đám mà chống cộng chống kiết rồi toàn mấy tụi lừa đảo không à, nó thật. Tại sao mà con nắm nó qua nó Chứ bắt đầu những cái tổ chức hội đoàn, bắt ngày đầu nó tăng. ngày xưa con chơi Tại sao Phan con Thoát nắm là á, cũng tôi nói chơi tại chơi chơi Phan Thoát là cũng quen cái thằng Tuấn Ma Cà Rồng ở bên Đức đó, không biết thằng đấy bây giờ nó làm gì rồi. à, thằng Tuấn Ma Cà Rồng thì nó chơi, thằng Tuấn Ma Cà Rồng bạn chú mà nó ở Phan Bua, bây giờ nó mới qua Châu Phi rồi nó làm giàu lắm. Thằng Tuấn Ma Cà Rồng á, là đó tụi nó chơi dôm giang hồ, đúng không, gọi Vâng, là chơi dôm giang giang hồ, có hồ, thằng quy ẩn Huệ Á, giang hồ Lý đó. Toàn, thằng Lý Toàn này kia kia đó đó, mấy đó là quen lắm. Trời, mấy đó về Việt Nam là uống cà phê, tụi nó về là ở Window 4, về ở đó là Window 4 không, đúng không? Thằng Tuấn Cho Ma nên Cà cái đám Rồng mà ngày xưa tôi nói bọn con Hải Phòng nó làm tổng thống, thằng ấy vui tính, chơi vui hơn Duy nhiều, nó không kiến thức bằng Duy nhưng mà thằng ấy chơi vui. tại vì vấn đề đó là tụi nó chơi vô giang hồ, không có chống cộng kiết, chơi vô hồ chọc phá đánh phá rồi minh tâm đó, ta nói gì là mày biết cái thời ta như thế nào, Roma ngày xưa tao nổi Vâng. Roma mà show một cái
Show cái là cả ngàn đô la, ngàn mấy đô la mấy anh em chơi, còn mấy cái đám mà chống cộng này là dân chủ nào này kia là mấy thằng lừa đảo không à, mấy cái thằng lên đó là kiếm gái mà lúc nào cũng là Đúng, mang đồ Đinh bồ Đinh là Đinh Hoàng Long này ngày xưa không biết có chửi Hương Râu không đấy. Ở trong Quy Ẩn Giang Hồ ấy, ngày cho nên mình mới nói là mình cảnh là cái thời Bai Thóc thôi à, cho nên là và mấy cái thằng à, nói thật đấu tranh ấy là đấu tranh với là cái bọn hải ngoại đó mà chuyên tạc là không đứa nào mà anh dùng lời lẽ mà lịch sự được hết, tại vì anh dùng được một cái lời lẽ lịch sự á, là không khác gì anh sẽ dẫn đường cho nó và không khác gì anh sẽ bị xa lầy đó đó, cho nên không, tôi nhưng mà chỉ nói với anh thế em mà đó là cái nói buổi cái mình nói chuyện bên này những người bên đó họ lịch sự, mình diễn cũng nói lịch sự để làm gì, để mình cho họ thấy được cái sự thật, cái vấn đề nó là cái sự thật. tôi nói Chứ nghe còn nếu mà để lịch đam nhây sự thì một con đám nó bình thường. tôi nói lưu ly nghe nè, tôi nói lưu ly là các bạn nghe là lịch sự mình đã lịch sự nhiều rồi, chính cái bọn này thì mình lịch sự rất là nhiều thôi, nhưng mà bọn nó nói cái chuyện là dùng cái lời lẽ để tuyên truyền và xuyên tạc đất nước của mình, ông ấy tôi nói không, ông mà thằng nào cũng gì hết mày về Việt Nam thì bảo dân Việt Nam thì bà mẹ mày ở nước những cái nước văn minh mày mày tụi bay chưa văn minh đừng nói chi những người trong nước, mấy thằng da trắng đó, nó đi xách cái bịch rác xuống cái thùng rác nhà nó đầy nó xách lên này, còn Việt Nam mình nhìn qua nhìn lại nó giục mẹ ăn thùng rác hãng máy bay người ta cho đi như 40 kg quốc một lần 50-60 kg rồi Bị xong xả phạt cái bắt thôi. đầu cái năn nỉ người ta không chịu, ta biểu bóc ra bắt đầu cái trời nói mà cộng sản có khăn xong cái năn nỉ người ta nữa, thôi anh thông cảm giúp cho em mà anh cầm ít tiền uống cà phê, năn nỉ quá cái chuyện đời rõ ràng mà anh đưa tiền tôi không lấy cho được, rồi bắt đầu người ta lấy bắt đầu cái chạy qua đây bắt đầu có cộng sản tham dự, cái đám hải ngoại là nó như vậy đó, cái bản chất của nó là như vậy, nên tôi nói thật tại Vâng. sao đi hãng máy bay, tôi nói cho nên cái nhiều người bảo rằng tại sao tôi cầm hộ chiếu đi nhục bà mẹ mày, cầm hộ chiếu Mỹ là cầm hộ chiếu Pháp cầm hộ chiếu Đức mày nhục là mày vẫn nhục, tại sao mày nhục, tại vì người ta cho mày đi 40 kg, không người Việt Nam nào đi 40 kg, ở đây về là quốc lần hơn 50 kg, bắt đầu có chia ra chỗ này giấu chỗ kia giấu này kia, tại sao bây giờ đi hãng máy bay là người Việt Nam nó bắt gom lại hết, nó bắt gom lại hết rồi xong xả nó làm một cái thẻ nó xỏ đôi từng từng cái con vali, nó tại mình thôi, tại sao người ta cho hay là mình đi 29 39 kg đúng không, rồi xong xả là Vâng. ủa về Việt Nam tôi chất độc mẹ nó gì, con nào thằng nào cũng nói về Việt Nam mà chất độc, rồi hỏi mày về Việt Nam mấy tháng đấy, em về 1 tháng ít chứ 1 tháng ngày hỏi gì chứ, xong rồi mày ăn ở đâu, mày ăn ở đâu, mấy con mẹ nào mà đi qua trở lại Đức hay là trở lại Mỹ người ta cho 40 kg quốc lần 60 kg toàn là đồ ăn không à, mà bảo cái gì cũng đập có đó, những bọn này nó cái đầu của nó cái sự thật lưu ly với các anh chị Vâng. em đó là tôi nói với sự thật, tại vì những cái gì tôi thấy đó tôi mới dám nói sự thật đó, Thực ra nói thì cho nên nói với cái bọn này Thùy Dương nó mới nổi dạo gần đây thôi, chứ còn cái thời Phan Thoát nó làm gì có tên tuổi chứ gì. bọn ấy tôi nói ông nghe được nha, để tôi bây giờ bắt đầu tôi quay lại một khúc chia sẻ nè, bây giờ con nắm mày là con Thùy Dương qua đó bây giờ nó nuôi cho mày 1 năm thôi mà lúc đó mày đi cày đó mày mới đòi nhân quyền như thế nào, mày vô ảng đụng mày nó đuổi mày nó coi mày như chó, lúc đó là mày đi đi đòi nhân quyền đi, nó đâu có nuôi mày nữa đâu đúng không, cái con Thùy Dương bây giờ thí dụ qua là bắt đầu thời gian bắt đầu nó cho mày ăn ở không học tiếng nó bắt đầu live stream với bà mẹ mày mày nói tiếng Việt Nam bằng Tây nó có hiểu mày cái gì đâu, mày bốc phét mày ăn là tao ở 30 năm rồi mà những cái thằng nào mà ở đây càng lâu nữa mới thấm được rồi, mới hiểu được cái dân chủ và nhân quyền của đất nước đó này. Mày đi làm đi. Ủa mày đóng thế mà mửa máu ra luôn mà không còn thời gian nữa chứ được cái đó mày lên mày livestream. Đó. Đó. Mà tao nói thật bây giờ nó lên nó hay công Thùy Dương so sánh nước đây bà mẹ mày đất nước Na Uy mày chưa bà đến nước Đức ở đây nè. Tôi nói thật lưu ly mấy con Na Uy nó bảo rằng thôi anh đi qua đi mở nhà hàng mấy cái bên đó đầy hết mấy cô ở giá mà nó đầy hết, nó, thôi anh làm đám cưới em không, nó thẳng một câu luôn anh ạ, chứ mày đừng có bao giờ mà lấy nước Việt Nam này so sánh nước Na Uy đó
Tôi nói thật, cái đất nước Na Uy Thụy Điển nha, cái xe bên Đức nó giục rồi đem qua bên Na Uy Thụy Điển bán không có giá nữa. Anh đi qua Na Uy Thụy Điển nó cho anh một một đầu người một chai rượu thôi, tại rượu bên đó rất là đắt, đồ đạc bên đó rất là đắt. Đó. Giữa Đức với Thụy Sĩ thôi à. Một con gà bên Đức ví dụ như bán 3 đồng, con gà Thụy Sĩ bán 10 đồng. Cứ thoải mái đi, con còn nhiều cái để Đó. ram lắm. Nhiều lắm. Tôi nói là mình nói đây là để cho các bạn trong nước hiểu được như thế nào thôi. Đó. Mà tại sao cái đám hải ngoại bắt đầu thấy nóng qua rồi thì trước đây cụ hi vũ quan cũng vậy, thằng Khang cũng vậy thôi. Ồ, đây chỗ này rồi bây giờ sao mấy thằng đó làm sao đó, mấy thằng đó chưa có cái bộ mặt chính trị nổi bật như thí dụ như là Nguyễn Tý Thiện hay là Bùi Tính, tức là những cái thành phần khác mà rốt cuộc được cái gì rồi cũng vậy thôi, tụi nó mới qua là tụi nó dùng cái gương mặt để làm gì mới, để bánh bóng lên chi rồi xong xả để đi là gom tiếc gom tiền gom bạc. Nên mới tôi mới khuyên rằng các người ở trong nước phải hiểu được thế này, cái bọn hải ngoại đó, cái bọn chống cộng á, là nó muốn lợi dụng những cái thằng ngu để nó kiếm tiền. Mày đi chống đối mà mày bị bắt á, mà nó không muốn cho mày ra nữa, nó muốn mày cộng sản, nó bắt cho mày lâu nữa. Tại sao bắt lâu? Để bên này nó mới kêu gọi để đóng tiền. Ô bây giờ cái thằng Khang nó bị bắt 10 năm thôi, bây giờ mình đóng góp cho nó, mỗi năm đóng góp ba mẹ nó vô túi tụi nó, bây giờ thả ra rồi xong tụi nó đâu còn cớ nữa để mà kêu gọi đóng góp đâu. Đó. Và cái Đúng nguyên không? tắc của bọn nó là như thế, mà nó muốn biến những cái người ở bên trong nước trở thành những con cờ để chúng nó tạo ra tiền, và bọn ở trong nước thì cũng Rồi có nói như một chỗ kiếm tôi tiền, hỏi đó là một cái mối quan hệ. bây giờ tôi hỏi quý vị bảo rằng là bây giờ tôi hỏi quý vị trong nước bảo rằng nước Mỹ nó tốt, vậy nó tốt tại sao bây giờ cái sự bình thường quá lên đất nước Việt Nam, tại sao nó còn chứa chấp những cái bọn chống phá đất nước, cái bọn lưu vong chống phá đất nước Việt Nam, đúng không? Cái đó chính sách của thằng Mỹ là nó như vậy mà, chính sách của nó là như vậy mà, đúng không? Và cái Đúng đấy không? là cái chính sách của nó thôi. Tại sao cái khối châu Âu mà nó phải vô cái khối Euro, tại vì nó không, nó mới làm gì để nó liên kết lại, nó muốn sự tách rời, nó không bị ảnh hưởng của thằng Mỹ, nó không bị, nó mới làm cái đồng tiền chung châu Âu. Nên tôi nói cái bọn Nhưng mà thực ra thì nó cũng vẫn ở chưa trong thoát nước được Mỹ mà. Bây giờ nó vẫn còn đang kêu gọi chống lại, kêu gọi Nhật Bản rồi các nước khác để hợp tác vào để chống lại cái chính sách của Mỹ thôi, chứ nó chưa thực sự thoát khỏi Mỹ. không phải thoát của Mỹ, nhưng mà đó là nó giảm bớt cái sự kề phản của nước Mỹ. Nên đó, cho nó thật chứ mà thí dụ như ở bên Pháp rồi ở bên Strasbourg nó có cái hội đồng châu Âu gọi là về nhân quyền, mẹ mấy ông hải ngoại mấy ông chống cộng tổ chức hội đồng đưa cái thư, mẹ đưa thì nó mở ra cái đó là để làm gì, nó có cái quốc hội đó để làm gì thì mày đưa thư ông nhận nhận xong cái cuối cùng rác đi qua Mỹ nè, cái khối NATO nè cũng vậy thôi đó. Thế lực là ở cái thằng mạnh, cái trò chơi chính trị là nó như vậy thôi, mình phải hiểu cái trò chơi chính trị là nó như vậy. Cho nên phải nhìn nhận rằng tại sao cái đường lướng, cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản nó hay ở cái chỗ đó. Đó, mình biết cái vị thế mình nó nằm ở chỗ nào và từ đó để mình nhận định ra được cái thời cuộc như thế nào, gọi là biết địch biết ta mà. Mày đâu có phải mày cái đầu mày mày đầu tôm như mấy cái người mà suy nghĩ là lúc nào bảo rằng cộng sản nó dở hay này kia kia nó dở. Ông mày nó dở mà nó đánh thắng bốn thằng đế quốc đầu sỏ với thế giới, nó dở mà 22 năm 20 mấy năm nay nó xây dựng kinh tế được như ngày hôm nay, nó đéo cần phải là đa đảng đâu, nó đâu cần đa đảng đâu, đúng không? Và cái này thì Bây giờ cháu thử nhìn lại thực cái đất sự nước, là công nhận. bây giờ mình nhìn thử đất nước Việt Nam đời sống người dân như thế nào, đời sống của người dân như thế nào. Và bây giờ phụ nữ mà bảo rằng nó ăn thịt nó thôi, em ăn thịt em sợ lắm, em sợ mập. Mà tại sao cộng sản mẹ nó nuôi dân nó, mẹ em nào em nấy rồi mẹ chân dài 1m8 2m không à, phải không? Tại sao mấy thằng Việt kiều về ở Việt Nam cưới vợ, bỏ mấy con vợ bên ở bên nước ngoài đó? Tại vì cái chế độ cộng sản nó nuôi người dân rất là tốt, đúng không? Tôi nói còn mấy cái con mẹ là tôi cũng muốn bật mí thêm tí nữa, còn mấy cái con mẹ mà chống cộng mà ở bên Mỹ là biết tại sao Long không, Nguyễn ở nước là ngoài hàng tại sao đó. chống cộng không? Tại sao Luli biết chống Các bạn cộng tiếp không? tục chia sẻ nha. Là cái thứ Các nhất, bạn tiếp tục chia sẻ rộng ra.
là thứ nhất, tại sao cái Lưu Ly biết là tại sao mấy cái con mẹ mà bắt đầu đi vô những cái tụi mà chống cộng không? Là vì thằng chồng của mấy đó, mấy con đó nó về Việt Nam nó cưới mấy con nhỏ 18, 19 chân dài không à, nó đẹp Đây đây trên đây hạng đây, đời, con rồi bắt trả đầu lời Long Nguyễn, thẳng con trả lời Long Nguyễn một cái. Tao hỏi Long Nguyễn nợ công thì mày có phải trả không? Bao giờ mà mày chết ấy, nhà nước bảo tư tư đáng chết, bao giờ trả nợ xong thì mới chết, thì tao tao đồng ý, nhưng người ta gọi là vậy thì nợ không, thằng công. Mỹ thiếu nợ Trung Quốc bao nhiêu, vậy nước Mỹ thiếu nợ Trung Quốc bao nhiêu, nước Mỹ thiếu nợ Đấy. Trung Quốc bao nhiêu, Nước Mỹ bây vậy giờ vậy mua vậy chứ bây giờ Trung những Quốc nó cái mua trái phiếu cả nghìn tỷ cái đây. vậy với thằng Hy Lạp, vậy với thằng Hy Lạp nó có cộng sản mà nó bị băng rốt, còn đất nước nó phải nhờ trong khối euro để mà Tiếp cứu tục nó. chia sẻ, tiếp tục chia sẻ Nó các bạn cộng nhé. sản không, Chúng ta phải chứng nó minh cộng cho sản cộng không, đồng hải ngoại biết rằng ở Việt Nam có một cái cộng đồng chơi Facebook. thằng Thổ Nhĩ Kỳ nè, thằng Hy Lạp hay thì các nước khác nó cộng sản, tại sao dân nó mới đi ra nước ngoài nó đi làm thuê đó. Cho nên cái bọn này là cái bọn cái tầm nhìn nó rất là thiển cận, chỉ ngồi bên đấy mà từ một thằng mày lái ghe bắt đầu rượt biên sang Mỹ, bắt đầu là chỉ biết nước Mỹ với lại ở Việt Nam thôi. Mẹ tao nói thật, không có cộng sản thì cuộc đời của mày chỉ lấy cái ánh mặt trời để mà làm kim chỉ nam để mà đi, để mà dò vô bờ thôi. Tôi nói thật, trên cái sự xuyên Tao tạc đã á, nói đối với thằng những nợ thành thằng phần nợ mà chống phá nó chỉ xuyên tạc với những người không biết thôi, những người không biết thôi, đó là cái thực tế là như vậy. Ok thôi, mình chia sẻ cho đó xíu thôi, để cho người khác lên chia sẻ dành một vâng phần vâng hết, vâng nó không hôm hay nay lắm, chú chỉ chia nắm sẻ rất thôi. là hay, rất là sâu sắc, phải nói là rất là cảm ơn chú Phú Nguyễn nhá. Long Nguyễn, tao đã nói rồi, nợ công thì mày không phải trả đâu mày no. Mày sinh ra mày đã có con đường để mày đi, mày sinh ra mày đã có những cái công viên để mày mày nghỉ rồi, đã để cho mày ngồi chơi ngắm mát rồi. Thế thì mày còn kêu cái gì mày nợ? Ừ? Chúng mày chỉ biết hưởng thôi, chúng mày không biết nó đóng góp cho nhà nước à? Mà mày cứ phải sợ. Bao giờ gọi nhà nước đến gõ cửa nhà mày, đếm số người, tính số tiền để trả nợ thì lúc đấy mày ăn no, chứ còn bây giờ mày chưa có gì phải no cả. Có những cái thằng mà nó làm doanh nghiệp nó còn no gấp vạn lần mày, hiểu chưa? Kêu ca mỗi cái nợ công thì tao cũng chịu thôi. Nợ công là nhà nước nợ, chúng mày không phải nợ đâu mà no. Đấy, ví dụ như chia sẻ của chú Phú đấy. Ở những cái nước tư bản nó người dân cũng khổ bỏ mẹ lên. Có cái gì được gọi là dân chủ, có cái gì gọi là nhân quyền? Đi vào công xưởng làm không có chính trị chính em. Đi vào công xưởng làm mà thằng nào mà có tư tưởng mà đảng phái tư tưởng mà chính trị chính em nó đuổi hết. Vào đấy là công việc, là công việc. Thế còn bác Cầm có muốn lên phản biện với lại Việt Kiều Đức không? Chứ nãy giờ Việt Kiều Đức là có giá hơn Việt Kiều Mỹ gì đó. Đó thì bây giờ bác Cầm có muốn lên gọi là chia sẻ gọi là Việt Kiều Mỹ, cái ánh mắt, cái tầm nhận nhận thức của bên Việt Kiều Mỹ không bác Cầm? Chứ bây giờ là Việt Kiều Đức là đang 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 chiếm 1-0 nếu mà so sánh giữa Việt Kiều Mỹ và Việt Kiều Đức. Đó đó, và mời bác Cầm lên ạ. Vâng, Hello. chào bác. Mẹ cái thằng Phú rồi nó lên nó nói rượu mẹ chừa tao một chút rượu nó nói cạn tào ráo quá, thằng này nó dữ vậy. Chừa miếng xương nó gặm nó rượu. Mẹ chân trời thì rượu mấy làm cái cức gì. Ô để nó còn gì đâu để mà nói nữa. Thằng lão quỷ quái gì đâu mà. Nó mới bốt nó rượu mày mày chừa tao cho tao một miếng xương ăn. Nó nói ráo. Đâu ăn. Ê, dạ. Thì rồi hồi nãy giờ nói hết ý rồi thì tao cũng xác nhận cái điều đó nó đúng. Sao nó rồi 100% là nó đúng đúng rồi.
con đi đâu nữa nói. Giờ tao nói cho mày nghe cái điều này, tụi con ở dưới thì đứa nào nó cũng lớn hết trơn rồi, đâu có còn nhỏ đâu. Bây giờ mình nói một cách nôm na là lịch sử cận đại đi, thì các con phải xác nhận một cái điều này, đứa nào nói đúng, tao nói đúng thì cho sao bọt ngang, không nói đâu xa, nói xa xa quá thì tụi bay không có nhớ. Nói bắt đầu thời Hồng Diệm đi, 1954 đi, từ ngày 54 đi tới cái thời gian hiện đại tới bây giờ, con coi thử con có thời gian cái mốc lịch sử đó, cái đất nước mình, cái thời gian nào mà con cảm thấy là hạnh phúc và yên ổn thanh bình nhất, con cho bác biết. Rõ ràng là bây giờ chứ còn thời nào bây giờ. Cái đụ má mày, tao kêu mày đó, tao nói với mày, tao đâu có nói mày đụ sao mày rụng qua cái mép mày, miệng miệng mồm mày sao kỳ vậy trời. Giờ... tao hỏi nó, cái tao đâu hỏi mày. Từ từ bây giờ các bạn trả lời bác cầm đi. Cái đụ má kỳ vậy. Cái mốc thời điểm nào, cái mốc thời gian nào mà đất nước mình mà yên ổn, mà đất nước phát triển và hạnh phúc, có cơm ăn áo mặc, thời gian này rồi ủng hộ. À, cái đủ mẹ vậy thì thôi, muốn gì nữa tụi bay đấm cho bọn hết trơn, trời ơi, tụi bay đồng ý với tao là hiện nay phải không? Cái đủ mẹ vậy còn gì đâu phải chống, rõ ràng. Đủ mẹ vậy mà cũng cãi hoài, đủ má tụi bay cái chỗ mở tụi bay cãi hoài. Tụi bay cãi tới chết luôn, tụi bay khát nước tụi uống vô, uống xong rồi cho tụi bay bốt cho tụi uống nước biển, đủ mà đừng cho tụi uống nước lọc nữa. Thấy chưa? Nhưng mà con chỉ thấy một điều như này. Con thì thấy một điều như này, vừa rồi là chú Phú là lên đây chia sẻ rất là mạnh và chia sẻ rất là nhiều kiến thức, nhưng chỉ bác cầm lên đụng có mấy cái thôi là view đã tăng thêm đã vượt mốc 200. Cái đụng á, tụi mày tại tụi mày nhắc cái tao mới chửi á, đụng má tao thiệt, tụi mày đánh tao tụi mày không có nhắc thôi, tụi mày khiêu ra nghe. Tao nói tụi mày nghe, các con các cháu và kể cả những người bất đồng chính kiến luôn, tụi bay phải xác nhận một cái điều này. Ngay bây giờ đất nước mình rất là hạnh phúc, phải không? Là trải dài qua những ngày tháng đau khổ và chiến tranh, bắt đầu từ 1952, 54 đổ về đây, thì ngay bây giờ là một cái điểm, cái thời điểm mà ai cũng đồng ý là hiện giờ là số 1, đúng không? Number 1. Vậy thôi chống cái gì, tụi bay đã xác nhận điều đó rồi, thấy không? Trời ơi, vậy mà tụi bay cũng ngồi đủ lên đây chỏ mỏ về cứ phân bì nào gạo muối nước mắm gì đủ tùm lum tà la, tức là đồ tào lao không à. Hồi nãy giờ thằng quỷ kia nó dành, nó nói mẹ thằng Phú nó dành, nó nói hết láo rồi, đủ mà nó đéo chừa tao cùng xương nữa, tao đéo có biết gì đâu, tao nói tao chỉ hỏi câu vậy. Nhưng mà vẫn tìm ra được cái chốt vấn đề đấy, mọi người gọi là thả tim cho bác cầm như nào. Nói chung là nãy giờ chú Vũ thì lên đã phản biện rất là nhiều bằng lý lẽ, nhưng mà vẫn chưa kịp chốt vấn đề mà bác cầm lên ba cái chốt vấn đề. Tỷ số giữa Việt Kiều Mỹ và Việt Cứ Đức hiện nay là một đều. Bởi vậy tao phát nghe nhạc rock là vậy đó. Tại sao chúng ta bây giờ không hân hoan, đúng không? Nghe nè. Nghe nè. Tao phát nghe nhạc rock lắm. Cứ gặp nát thôi hỏi nó bài hát biết cái gì. Thôi. Chịu. Rồi được rồi, vui cho thôi. Có nghĩa là bởi tao mới bắt yêu đời là chỗ đó, có nghĩa là chứ tại sao chúng ta không vui mừng bởi cái đất nước chúng ta đang hạnh phúc. Tôi rõ ràng ta khoái về nhạc rock lắm, bởi vì tôi đó có biết là ông già nhạc rock là vậy, tao vẫn thích nhạc rock hơn đó, làm cho con người tao vui vẻ. Mình nói gì thì nói, không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng mà mình phải trải dài qua cái chiều dài của cái thế kỷ 20 tới bây giờ thế kỷ 21, thì rõ ràng ngay thời điểm hiện tại bây giờ đất nước mình rất là đẹp và rất là hạnh phúc, không còn và có thể nói là trong cái chiều dài còn... để con nói là trong cái chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam, chưa bao giờ cái vị thế chính trị của Việt Nam, cái vị thế kinh tế và cái cuộc sống nó phồn thịnh được như vào cái thời điểm này, chứ không chỉ nói đến cái thời điểm cận đại. Đúng đó. Có thằng em tao vô nữa kìa, Lưu Ly cư xá Duy Tân kìa đó, tao rõ ràng tao chốt một cái còn muốn bổ túc thêm thì kêu người Duy Tân lên. Duy Tân thì nói hơi dài dòng, nói y chang như thằng Phú vậy đó, nó nói đủ mà mày chừa tao miếng xương chứ, trời ơi mày chừa đủ má không có chừa miếng nào hết rồi sao gặp được.
Thằng Duy là nó, Đúng thằng Duy không? là Bây nó giờ đang nhắn tin mà bác cầm. Thằng Duy nó đang nhắn tin bây giờ là nước mình đã vươn ra của thế giới rồi, đúng không? Có nghĩa là bắt tay gắt nước rồi, có thể nói tụi bay không có cửa, những đứa mà chống phá thì không có cửa, tại hiện giờ mày không có cửa, từ hồi xưa tới bây giờ thì mày còn có thể nói, nhưng mà ngay bây giờ thời điểm này bây giờ là coi như đất nước mình còn bắt tay với Mỹ, bắt tay với Trung Quốc, bắt tay đủ các nước năm châu bốn bể, đi tới đâu người ta vẫn có một cái gì đó, người ta cảm thấy là mình cảm thấy hãnh diện vì đất nước mình, đúng không? Chứ từ hồi xưa tới bây giờ đủ, đất nước của mình là toàn là bị chiến tranh, bị giày xéo, bị đủ thứ tùm lum la, không có cái đất nước nào mà tàn phá giống như đất nước Việt Nam gì trên đời, chiến tranh triền miên đó. Ngay bây giờ là mới là đất nước mình rất là hạnh phúc đó. Tao tao ao ước tao về Việt Nam mà đâu phải là chuyện đi về là đơn giản đâu, phải không? Rõ ràng đủ thứ chọn gì trên đời ấy. Vâng, bây giờ bác về Việt Nam nhé, bác có những người bạn chia sẻ, bác có những điều kiện để Đúng được rồi, vui thú. cái chuyện Thế tao gì thì có thể thì nói là những người đừng Việt kiều hải ngoại mà chỉ cần có cái tấm lòng, không cần phải nói yêu nước nó nặng nề, mà chỉ cần không không cần chống phá đất yêu nước nước thôi, chính là về Việt Nam thôi mày. nó Hôm đã. trước tao đã nói một cách đơn giản, yêu nước là chính là mày lo cho gia đình mày đó, một cách đơn giản thôi nha. Mà đừng 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 có làm gì các chuyện như ngoài đời mày, xác cho nó mệt lắm. Cứ cái việc lo đi làm 2 bữa về lo cho gia đình mày đầy đủ tiện nghi, hạnh phúc, nhà có máy lạnh, các cái có tivi đời mới, có cái gì xe cộ đàng hoàng, đó là chính là mày yêu nước rồi đó. Không cần phải chỏ mỏ, tại vì chỏ mỏ vô ở đây có nhiều cao thủ lắm, ở trên xã hội Việt Nam có nhiều cao thủ lắm, có nhiều nhân tài lắm, ra mày chỏ mỏ rồi là mày biết Chứng chắc chắn tỏ là là mày hôm nay có thể nói là chứng tỏ là hôm nay là trong diễn đàn của con là toàn ngoại tình tàng long rồi. Bác Cầm đã từng là một một bởi một vậy tao nói gọi cao mày thủ ám rồi, ảnh, đến Chu Phú lại cao thủ nữa. Nhà anh Sơn Tây kiểu này khó lắm. Còn tao nói thằng Hữu Nghĩa này, mày bảo ở đâu không cướp đất? Mày có nhìn thấy ở Hải Phòng nó người dân vào cướp đất của Bộ Quốc phòng chưa? Đấy sắp đấy nhà nước phá cả loạt đấy. Đấy ngồi đấy bỏ cướp. Hả? Mấy thằng danh con này tuổi bởi vậy tí hôm trước, mà lên nói chuyện. có một thằng nào nói một câu rất là hay mà tao ngồi tao cười sặc máu luôn. Nó nói, cứ nghe ba que mà thế mà nó nói cái gì đó là mình làm ngược lại là 100% là đúng. Không biết đâu rồi mà tao gọi từ hoài đó, tao cứ nghe nó nói cái gì thì cái ngược lại 100% là bảo đảm của nó là chính xác luôn. Không, nhưng mà Là cả ra một cứ loái khi nào mà nói lên đó Facebook này đấy, từ hoài đó, khi mà cười lên lắm. Facebook này đấy, có nhiều khi mà mình mà mang cái tấm lòng yêu nước hay gì đó mình thoải mái lên Facebook đấy, mình đọc những cái câu của mình của Có cộng một cái đồng mạng điều rất rất là ưa buồn thích cười. sao mà theo tao tao là vô tư lắm, tao lạc quan lắm, mình trên bởi vậy tao hơi cũng trẻ, có nghĩa là chúng ta tại sao mà rước vào những cái phiền muộn vào trong người như tao nè, tao cảm thấy đất nước tao mà hạnh phúc, đất nước là vui vẻ vui, thế là tự nhiên tao mừng, mừng mà tự nhiên cười, tao hát suốt ngày, tao nghe nhạc rock và tao tự rượu, tao không có cần gì với mía. Đừng ai chống phá là tao cái tao khoái rồi, còn tụi bay kiếm soi mói bươi móc đù mà dùng coi lại có cái gì sơ hở ra là rụng rình chi vậy trời, đúng không? Chi vậy chứ khổ vậy, phải không? Trời ơi thôi mệt quê á, cho nó xuống đi, cho ông Duy Thân lên nói. Ê, tao chốt lại câu nha, Ok. tao chốt cái là từ hồi xưa tới giờ thời gian nào là cái điểm mốc lịch sử mà cảm thấy là hạnh phúc nhất là thời điểm hiện tại, đúng không? Vậy thì còn gì đâu phải nói nữa. Ok Và rồi xuống con đi cảm ơn bác ạ. Cảm ơn bác Cầm rồi. đã lên chia sẻ những điều rất là hay. Rồi bây giờ đến mời gọi là anh cư xá Duy Tân. Anh Bằng đợi một chút đi, đợi anh cư xá Duy Tân nói chuyện xong rồi đến bạn đến anh. Chào Lưu Đấy, Ly, chào chào anh ạ. chào mọi người. Khỏe không? Vâng, À, anh chào anh. anh mới đi vô vô sở. Cho anh nói cái này Vâng. ha. Hôm qua anh hơi bận á, anh không lên nói được, nhưng mà anh có nghe anh Sơn Tây nói cái này, thành ra Cứ gom hết một lượt cho đi, anh Sơn Tây phản bác góp lắm. ý. Cho anh góp ý tí xíu. Anh không có ý giống như là kiếm chuyện gì anh Sơn Tây, mà mình góp ý tí. Anh Tây nói ở bầu cử ở Mỹ ấy, ở bầu cử ở Việt Nam ấy, chỉ có một người ra ra bầu đúng không? Em có nhớ Vàng vàng có. không? Hôm qua anh Sơn Tây nói chỉ có một người.
Nhưng mà anh đính chính là như thế này, cái trường hợp này đâu phải là bầu cử đâu, trường hợp này là chủ tịch nước Nguyễn Đại Quang qua đời trên Đảng Cộng sản Việt Nam đang tìm người mới thay thế, đúng không? Chứ Và đâu có phải đại là khái bầu cử gì. mình cũng có thể hiểu Ok. là như vậy, có nghĩa là ý như anh cư xóa Duy Tân nói là ví dụ như là đây không phải là cuộc bầu cử, đây nó chỉ là Đảng Cộng sản cử người ra thay thế và Quốc hội hỏi thăm ý kiến của Quốc hội, thế thôi. Đúng rồi anh. À, đúng rồi Lưu Ly. Nhưng mà anh thấy Việt Nam mình còn hay hơn Mỹ ở chỗ này nè. Là nếu mà Mỹ mà nó, ví dụ tổng thống nó bị ám sát hay là qua đời gì đó thì phó tổng thống lên, dân Mỹ đâu có được bầu cử gì đâu. Dân Mỹ có thích phó tổng thống hay không thích thì gánh chịu thôi, không có bầu viết gì hết, đúng không? Vâng vâng Còn Việt Nam á thì ví dụ như chủ tịch qua đời thì đảng cử ra một người đó mà còn có cho nhân dân Việt Nam với lại quốc hội là tùm lum hết, nhiều cơ hội để lựa chọn coi như là có chấp thuận hay không cái đã, chứ còn có nghĩa là đảng cộng sản Việt Nam đâu có độc tài, anh không thấy vậy. Sơ tây anh Lại càng thêm cái xổ nữa, lá, em nói thật với anh đấy là lại anh xổ lá, cái cấp độ xổ lá của anh nó tăng rồi đấy. Thôi được rồi với lại anh anh thấy á, anh thấy ở vậy là ở Việt Nam mình á, cả cái chế độ mà cử người mới ra nó còn hay hơn ở Mỹ nữa, nó gọi là nó công bằng hơn. Ok, nhưng mà cái này cái ý kiến của anh là tại sao anh Sơn Tây phải thắc mắc cái hệ thống chính quyền của Việt Nam, mỗi nước nó khác nhau. Mắc mới thì mình bị Việt Nam phải bắt chước Mỹ chứ, hai nước không thể là giống nhau được. Rồi anh có ý kiến này nữa, anh thấy anh Sơn Tây nói Mỹ nếu mà nói là bầu cử có một người á, Mỹ nó sẽ cười cười trẹo quai hàm, thì anh nghĩ một người Mỹ trung bình á, không có ai quan tâm đến cái vấn đề bầu cử hay là vấn đề thay thế tổng thống hay là chủ tịch nước ở Việt Nam á. Nếu mà anh đem cái đề tài này anh nói với một người Mỹ trung bình á, nó sẽ cười anh mà nó chửi anh, tại vì nó không quan tâm. À, cái chuyện đó, thì trên thế giới này cái trăm nước nó mắc mới, thì anh đem cái chuyện bầu cử hay là thay thế tổng thống ra mình kể cho nó không cười chọc qua hàm đâu, bảo đảm nó không cười chọc qua hàm mà có thể nó chửi mình đó. Anh biết là anh không đem cái chuyện này ra nói tại không ai quan tâm. Vấn đề thứ hai mà anh muốn nói nhanh cái là vấn đề truyền thông. Ở Mỹ đúng là có cái quyền tự do báo chí ngôn luận, đúng là như thế, nhưng mà anh ước gì cái quyền tự do này nó được giới hạn lại kiểm soát lại nước vì cái đó, tại vì hiện nay cái vấn đề mà truyền thông lại tự do báo chí tự do truyền thông nó loạn cào cào, coi như nói chung là em nghe cái chữ fake fake news phải không? Vâng. Ok, thì cái vấn đề này là nó loạn cào cào, coi như là mình không thể nào tin tưởng vào những đài truyền thông của Mỹ nữa, tại vì nó sẽ đưa những thông tin mà mình không biết cái gì là đúng, cái gì trắng là đen, mình không biết cái nào đúng sai hết, tại vì mục đích của nó là nó chỉ có giống như là nó chửi nhau thôi, giữa hai đảng phái nó chửi nhau thôi, mà hiện nay cái đảng mà nó thua là đảng Dân Chủ, được làm vua thua làm giặc mà. Đảng Dân Chủ của nó làm giặc, nó mục đích của nó là chỉ có, xin lỗi, mục đích của nó là chỉ có để nó đem bất cứ cái thông tin nào để nó chửi với ông Trump thôi. Cho nên đúng là ở Mỹ có quyền tự do ngôn luận và báo chí, anh nói lại lần nữa, anh ước gì cái quyền tự do đó phải giới hạn lại và kiểm soát. Cái quyền tự do truyền thông lại báo chí ở Mỹ thì cho những người cộng đồng người Việt thì như thế nào, nó cũng vậy luôn. Những người Việt Nam ở bên này họ làm báo chí, ví dụ như anh ấy, ha, bây giờ anh muốn ra một tờ báo
cũng được đấy, không ai, không ai cấm anh đâu. Anh làm cái tờ báo xong cái anh in nó ra xong anh biếu nó ở ngoài chợ, anh thải nó vô trong mấy cái nhà hàng, ở cái trước cửa nhà hàng hay là trước cửa tiệm nail này kia, rồi anh có thể xuyên tạc, anh bịa thông tin ra, không ai kiểm soát anh đâu. Đó là cái tình trạng tin tức của người Việt Nam mình ở hải ngoại là như thế. Họ làm truyền thông là như thế, họ chuyên môn ăn cắp tin tức, tại vì họ đâu có những news, người đúng rồi, news reporter đâu có chuyên nghiệp đâu, đúng. Họ chỉ xào qua đúng rồi, đúng, lại. đúng rồi lưu đi, hoàn toàn đúng. Họ chuyên môn ăn cắp thông tin, nhất là thông tin ở Việt Nam, của bên Việt Nam, xong rồi họ xào nấu lại theo cái kiểu của họ. Nếu như mà đã ăn cắp rồi mà bê nguyên về thì nó còn gì là giá trị nữa, người ta thèm, người ta vào những trang kia dễ hơn. Còn đây nó phải bắt buộc nó phải xào lại để nó còn có cái để mà đọc chứ. Thì nó xào lại nó cho nó mắm cho muối, mà nó chuyên môn cho nhiều mắm muối quá, nhiều khi nó hôi mà tự nó hửi cũng không được nữa. Cho nên đó là cái tình trạng báo chí của cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại là như thế. Mình nhặt một cái tờ báo lên mình đọc, nó hoàn toàn thông tin hoàn toàn sai lạc, lệch lạc. Mà mấy chục năm nay rồi, thành ra người Việt Nam mình ở Mỹ họ rất là lệch lạc, tại vì họ bị cái thông tin này. Cho nên là vừa nãy cái câu mà em đã phân tích là cái tuổi đời của người chống cộng ở bên đó càng ngày càng dài đi, và cái kiến thức thì càng ngày càng cùn đi, bởi vì họ được nuôi sống bởi những thông tin giả, thông tin xuyên tạc. Đúng rồi, chính xác cho mặt trận. Thành ra anh nói lời cuối là anh cũng ước gì cái thông tin, cái quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí nó được giới hạn lại và nó được kiểm soát. Thì thông tin, ví dụ như thông tin bịa đặt nó phải được thanh lọc. Vâng, hôm nay cho nên mình... em cũng đang rất lo cho anh Sơn Tây, bởi vì anh Sơn Tây hôm nay gặp phải nhiều gọi là hàng thú dữ quá. Anh Sơn Tây có muốn lên thì cho anh lên đi. Anh chỉ nói ngắn gọn vậy thôi. Bây giờ anh làm việc, anh làm việc tí xíu. Vâng, cảm ơn okay. Anh đã tiếp tục theo dõi chương trình, nhưng mà vì anh Sơn chào Tây tiến bộ lắm. Đấy, thì bây giờ là theo ý kiến của mọi người là phải cho anh Sơn Tây lên để anh Sơn Tây có những phản biện lại với lại Việt Kiều Đức này, rồi Việt Kiều Mỹ này, chứ bây giờ chứ bây giờ để anh Sơn Tây như thế thì cũng không được công bằng cho lắm. Anh Sơn Tây ơi, đến tham gia diễn đàn đi, nãy giờ em thấy cái phía của anh hơi yếu, mà phía này thì đang gọi là gươm đao tu tủa. Tất cả mình muốn mời anh Sơn Tây lên nhé các bạn nhé. Từ từ để nghe anh Sơn Tây nói chuyện một chút. Không, chính xác là anh Sơn Tây dạo này phải khẳng định là trình độ nội công đã tăng lên vùn vụt. Cứ anh Sơn Tây xong để cho Duy nói thế, coi thường anh Sơn Tây thế, lại bảo anh Sơn Tây đam với chị Hiếu Ngọc. Chị Hiếu Ngọc là phụ nữ, lại phải nhường. Thế anh Sơn Tây là lại không lên rồi đúng không? À, đang lấy chỉ thị à? Thế bây giờ em mời anh Bằng Nguyễn nhá. Anh Bằng Nguyễn còn đây không? Anh Bằng Nguyễn mà còn đây không anh Bằng ơi? Hình như anh Bằng Nguyễn ra thì sao mà đâu còn ở đây đâu. Thế thì mình sẽ mời một bạn, bạn nào có ý kiến trái chiều với lại những vị Việt Kiều đó thì lên, đúng không? Chứ còn cùng chiều thì nãy giờ chúng ta nghe đến 3 ý kiến nó cùng chiều rồi. Nó làm cho diễn đàn nó cũng ấy. Có bạn nào trái chiều với lại các chú Việt Kiều không? Được chứ, Danny thì cũng lại tí một chút nữa. Chúng ta phải chia, gọi là có cái sự gọi là trao đổi giữa bên hữu và bên tả chứ.
Anh Sơn Tây bỏ chờ cho vài phút các bạn. Anh Sơn Tây sẽ lên diễn đàn. Đam một chiều thì chủ diễn đàn có cái gì đâu để đam đâu. Bây giờ ví dụ như anh Cư Xá Duy Tân lên này, rồi là chú Phú lên này, rồi bác Cầm lên này, thì Lưu Ly nãy giờ chỉ ngồi nghe thôi, có cái vấn đề gì đâu. Và Lưu Ly hôm nay cũng muốn là thực ra mà nói, khi mà Lưu Ly mở diễn đàn, Lưu Ly rất muốn đó có những người ở bên dưới họ lên đây tranh luận đó, để làm gì, để tạo ra được cái bạn Ben Trần này là cùng chiều hay là khác chiều. Và các bạn chú ý nhé, khi chúng ta lên đam có thể gắt, nhưng mà phải giữ được cái lịch sự. Diễn đàn bây giờ phải sạch, phải lịch sự, không dùng diễn đàn để chửi bới nhau. Chào anh Ben Trần. Ồ, bây giờ đang nói gì vậy? Trời ơi. Tôi mới vô. Anh mới... Mới vô, đâu biết gì đâu. Anh mới vô thì anh phải ngồi nghe chứ. Thì mới bật tôi mới biết được chứ đâu có biết đang nói gì vậy thì mới hỏi chứ. Thế thì như này, chờ anh xin lỗi anh nhé, cho anh ấy một chút đi. Vào diễn đàn là chúng ta phải chú ý lắng nghe để xem diễn đàn hôm nay nói cái vấn đề gì. Rồi có điều gì mình muốn trình bày, mình muốn phản đam đúng không? Chứ không phải vào diễn đàn để hỏi hôm nay nói vấn đề gì. Từ nãy giờ không ai có thời gian đâu để mời các bạn lên lại nói lại cho các bạn diễn đàn nói điều gì. Anh sẽ ngồi lại. Nói chuyện với tụi bay để tao ngồi nói chuyện với cái đầu gối hơn. Ai cấm mày ngồi nói chuyện với cái đầu gối đâu. Mày cứ ra ngồi nói chuyện với cái đầu gối. Không ai cấm mày cả. Cũng không ai mời mày phải vào đây. Không ai xích cổ mày kéo vào đây để ngồi nghe chuyện cả. Tùng Phạm ạ. Wi-Fi kém quá không xem được thì bây giờ tắt Wi-Fi đi, bật 3G. Các bạn biết mời ai mới được chứ, bây giờ mời ai bây giờ. Tùng Phạm này nó đâu có camera đâu. Xin lỗi các bạn, đấy ví dụ anh Ben Trần em đã nói rồi, anh nên như thế là anh không tôn trọng diễn đàn, không tôn trọng người nghe. Vậy thì anh phải ở bên dưới, em không có cái thời gian để mà ngồi kể lại cho anh biết là hôm nay diễn đàn nói chuyện gì. Và các bạn khách mời lần sau cũng chú ý, khi mà mình vào diễn đàn không phải vào cái là mình đòi tham gia ý kiến ngay được. Khi các bạn chưa biết chủ đề của ngày hôm nay là gì, đấy là cái cách mà con người sống ở trong cái xã hội. Dù các bạn có thể là yêu nước, các bạn có thể là trái chiều, nhưng các bạn phải hiểu được cái diễn đàn, cái chủ đề của ngày hôm nay nó là gì để mình đưa ra ý kiến. Không phải ngồi đó để đi hỏi chủ diễn đàn là hôm nay nói cái gì. Tôi không có trách nhiệm, không có nhiệm vụ để mà ngồi mà kể cho các bạn tất cả mọi thứ từ đầu đến giờ cả một gần 2 tiếng đồng hồ được. Đấy là điều chắc chắn. Nó lên thì hỏi là bây giờ hôm nay nói chuyện vấn đề gì thì có cái chiêu gì để tung, trong khi chưa biết người ta ra chiêu gì. Mà mình cũng chưa biết là họ là ở hướng nào luôn. Đấy. Đúng không ạ? Lên thì tự nhiên chửi bác Hồ cái xong là tụt xuống. Thế thì không thể nào chấp nhận được. Chúng ta ở đây là những cái diễn đàn nó rất lịch sự. Và con người lên trên diễn đàn cũng phải tôn trọng diễn đàn, chứ không phải là lên trên diễn đàn để rồi mình cứ hoạnh hoẹ như phá diễn đàn ấy. Không ai, anh Bằng vào sau này, anh Bằng có lên không anh Bằng ơi? Em nhường cái sân khấu lại cho các bác. Tùng Phạm vào đây ăn nói mất dạy là anh sút ra ngoài nhé Tùng Phạm nhá. Bởi vì là diễn đàn này không chấp nhận cái kiểu chửi bới theo kiểu hóa mất lịch sự như vậy đâu. Mà cái thằng Tùng Phạm thì bị anh sút xuống hầm cầu rồi. Phải sút với nó là phải sút xuống hầm cầu. Chứ sút ra ngoài này nó lại bò vào thì không thể sút được. Đó. Thì vừa nãy thì nói chung là anh vừa đi tắm cái
nhưng mà anh thấy có cái thằng gì đấy nó nói về vấn đề nợ công ấy, thấy chưa? Và thì anh cũng điên quá, thì thực tế là kiến thức kinh tế thì anh có một tí, thì hôm nay anh làm về chương trình kinh tế thì thôi cái phần nợ công thì tôi cũng trả lời cho cái thằng đấy nó biết một tí, thì thực tế nó có biết nợ công là cái gì đâu, đúng không? Mà hiện nay Việt Nam mình nợ công bao nhiêu, Nhật Bản nợ công bao nhiêu, Mỹ nợ công bao nhiêu, không, nó chỉ biết coi như bây giờ Việt Nam hiện nay coi như là toàn đi vay nợ về xây dựng đất nước. Cái vấn đề mẹ nhà ông có tiền thì ông ý đi vay nợ được, đúng không? Chứ nhà ông không có gì mẹ sang nhà xóm vay nợ mẹ nó đạp ra ngoài cửa đấy, cho nên chúng nó không biết về nợ. Rồi, có một câu nói như thế này, có một câu nói một nhà hiền triết nói, anh nợ 20 đô thì là anh nợ ngân hàng 20 đô thì là cái lỗi đấy là ở anh, còn nếu mà anh nợ 20 triệu USD thì cái lỗi đấy là lỗi ở ngân hàng. Đúng, có nghĩa là gì đấy, cho nên là vì cho vay nhiều tiền như thế, thấy nhà ông nghèo ông cho vay tiền, cho nên bây giờ ở một cái đất nước như Việt Nam mình thế thôi, mình phải có tiềm lực kinh tế, mình phải có như thế này khác thì đi vay thì nó mới dễ cho vay, thứ hai là vay lãi suất thấp, đúng không? Chứ ông mẹ nhà không có gì, ông lấy đây lãi suất cắt cổ như mấy ở chỗ ở Việt Nam ấy, vay cái cắt cổ cuối cùng mẹ không trả được nợ nó mới giã cho. Nó cũng phải nhìn, nó cũng phải nhìn sức khỏe nó mới cho vay. Thì vậy ốm yếu thì nó cũng không cho vay nặng lãi đâu, đúng không? Cho nên là bây giờ đúng, cho nên cứ thôi cái vấn đề này mình cũng biết một tí về nợ công ở Việt Nam, thì mình cũng thứ nhất là trả lời cho cái thằng vừa nãy, với hai cũng nói cho tất cả các bạn biết như thế này, hiện nay ấy, thì nói chung là không phải một đất nước cũng phải vay bừa bãi gì đâu, hiện nay cái trần nợ công của Quốc hội đưa ra của mình là có 65% thôi, tức là 65% về GDP, nhưng mà ví dụ bây giờ này thì như tất cả các bạn đều biết là hiện nay ví dụ mỗi người dân Việt Nam ấy, thì hiện nay nợ công nó là cỡ khoảng 33 đến cho đến 35 triệu, đúng không? Nhưng ở thằng Mỹ thì mỗi người dân Mỹ nợ 67.000 đô la. Còn thằng Nhật thì mỗi người dân Nhật, tức là nợ công của Nhật bằng 300% của GDP của Nhật. Nhưng cái vấn đề mình phải đặt ra là không phải nước nào nợ công ít hay nợ công nhiều. Tất cả các nước trên thế giới thôi. Nhưng mà chủ yếu nó phụ thuộc vào cái khả năng trả nợ của đất nước đó như thế nào. Nhá. Tức là nó phụ thuộc vào khả năng trả nợ của đất nước như thế nào. Cho nên hiện nay ví dụ kinh tế Việt Nam phát triển như thế, cho nên Quốc hội mới đề ra là cái trần nợ công ấy, tức là 65% thôi. Nhưng mà đấy các bạn biết là một số cái năm vừa rồi các cuộc họp Quốc hội ấy, thấy là đất nước ta hiện nay phát triển cũng hiện nay là cũng đang phát triển, cũng gọi là cũng giàu có rồi. Hiện nay dự trữ ngoại tệ được cỡ khoảng độ hơn 60 tỷ đô la, mà thậm chí còn mua cứ cho thằng Mỹ vay 12 tỷ đô la mà. Cho nên thôi mình nới trần nợ công một tí. Nhưng mà hiện nay Quốc hội vẫn chưa chấp nhận. Ví dụ như thằng Hy Lạp nó vỡ nợ, nhưng mà thằng Việt Nam mình thì hiện nay nhá, nợ công năm 2017 là chỉ coi như là 61,8%. Tức nó không, nó là 63,8%, xin lỗi các bạn, 63,8%. Tức nó vẫn cứ còn cách cái trần nợ công 1,2%, mà 1/2% GDP thì nó cũng nhiều tiền lắm. Nhưng cái vấn đề là khả năng trả nợ của cái nước mình như thế nào, đúng không? Thì bây giờ ví dụ các tập đoàn của nhà nước, tôi nói cho tất cả các bạn hiện nay, ví dụ như Mobifone ở một năm okay, lời hơn 1 tỷ đô la, hoặc là ví dụ Petrolimex này, là Viettel, là tất cả công ty lãi cũng rất nhiều. Hoặc là bây giờ hiện nay các công ty của nhà nước có những doanh nghiệp làm ăn rất là lãi. Thấy chưa? Bây giờ tôi nói các bạn vừa rồi, ví dụ bán cái công ty bia Sài Gòn đấy, được 110.000 tỷ, tính ra là cỡ khoảng 5 tỷ đô la, đúng không? Còn bây giờ mà bán Vinamilk nữa thì phải được hơn 10 tỷ đô la. Tức là ở Việt Nam mình còn có những doanh nghiệp nhà nước mà hiện nay còn rất nổi tiếng, mà nếu mà bán thì được rất nhiều tiền. Cho nên cái khả năng cái nợ công của mình thì hiện nay là ok, không có vấn đề gì cả. Nói vấn đề nợ công ấy thì nhắc ra những con số thì nó mông lung và mơ hồ đó, vì cái bọn này đa số là chúng nó cũng không hiểu gì về cái số tiền lớn như vậy đâu. Nó chả biết nó lớn như nào, nên lớn quá mà nó không nhìn thấy hết. Không, nhưng mà mình chỉ, đúng rồi, mình chỉ nói với anh bằng một câu như thế này. Trước đây cha ông chúng ta chẳng nợ ai đồng nào, đúng không? Đúng rồi. Mà đi ra, sinh ra cái là chúng ta gặp đường đất, sinh ra là trường học rách nát, rồi là các công trình công cộng thì không có. Còn bây giờ một đứa trẻ sinh ra được sống trong cái nhung lụa, có các bệnh viện, các công viên, con đường đi thì thoải mái. Đòi cái gì? Kêu cái gì? Kêu cái gì? Bây giờ coi như là khi mà ví dụ ông không may ông toi cái nhà nước nó lôi cổ ông lên và trả nợ tao 3 triệu không mày mới chết không? Đúng không? Hoặc là ông lưu ly này, bây giờ ông đang ở Việt Nam,
bắt ông sang ở Hàn Quốc, ví dụ ông lấy mẹ con vợ Hàn Quốc nào đó, thế cũng có cái nợ 33 triệu đâu, ông đu đi ông về ông trả tôi ba mấy mấy triệu vì tại trước kia vậy đó, có đấy cái gì đâu. Cho nên là nhiều người nói chung là bọn nó chả biết mà cái gì hết, cũng nói về vấn đề kinh tế đấy. Nhưng vừa nãy bảo là còn nếu mà nó sợ nó nợ nhiều đấy, ra cầu Thăng Long nhảy tòm xuống cái đó, chẳng thế, trốn nợ được 33 đến 35 triệu đúng không? Thì thôi bây giờ anh lên nói chuyện với Lưu Ly một tí thôi, chứ còn bây giờ vấn đề kinh tế mình là dân mình bé tí, mà chốc nữa anh lại làm về làm 9:30 làm live về vấn đề kinh tế rồi, bây giờ nói ở cái kênh ông như thế chốc nữa tôi lấy gì mà nói. tôi vâng, chào Lưu Ly và chào tất cả các bạn nhé, cảm ơn tất cả các bạn. Thì anh ấy kể là bia Sài Gòn bán cho Thái Lan thu được 5 tỷ USD đó thôi, chứ anh có nói là không, bia Sài Gòn chưa bán đâu. Các bạn cứ nhìn. Đúng, anh thấy Châu Hoàng dạo này có những cái tư tưởng rất là tiến bộ. Ok anh chị ta. Đây bây giờ mời anh. Hello. 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 Chào anh dạo này. Chào mọi người. Sao anh lên mạng với em là bị mắc nha. Thiệt là tình luôn á, diễn sao vô, diễn sao phản đam được, bực mình. Đây, khách mời phản đam thôi. Chào Lưu Ly. Anh cứ trình bày đi, khách mời. Chào Lưu Ly, chào mọi người. Okay, chào anh Bằng, chào tất cả. Cái mà hồi nãy cái mà mình không phản đam anh Bằng là sói ca rồi, không dám phản đam anh Bằng. Giờ phản đam cái người trước anh Bằng đi. Không phải phản đam luôn, Lưu Ly thấy không? Đó là lời của cư xá Duy Tân nói về cái sự tự do ở Mỹ. Bây giờ đừng có nói sân tay lên đây chém gió nữa nha. Tức là người ta đã nói là tự do rồi, là muốn nói cái gì nói, trừ ra cái chuyện chửi cha người khác là không được thôi. Rồi để bổ sung cái này nữa. Rồi cái cư xá là đòi là ước gì là có được hạn chế. Đã nói là tự do là không có hạn chế, mà đã hạn chế là không có tự do nha. Cái chuyện đó quá dễ hiểu mà cư xá. Đừng có coi thường trình độ thông minh lẫn nhau của nhau nha. Ok, đã nói là tự một lần nữa, đã là tự do thì đã không có một cái gì hạn chế. Cái hạn chế duy nhất là mình lên đây mình chửi cha Lưu Ly là cái đó là không được thôi. Viết báo viết báo chửi Lưu Ly, viết báo chửi thằng Duy. Ok, cái đó là không được. Còn ngoài ra bất cứ gì mình tung hô cộng sản, tung hô xã hội chủ nghĩa, cứ việc tung hô. Coi có ai theo mình không? Vậy thôi. Đâu không ai cấm bất cứ điều gì. Đừng có viết báo hăm he là đòi tao giết mày, tao giết người này, tao giết người kia. Lưu Ly thừa biết điều đó là no rồi, không thấy nào được nói mấy cái mấy cái đó rồi. Ok rồi, rồi trước đó nữa mà có mấy cái khách mời á, cái cách nói chuyện không á là mình thấy là nói thiệt luôn nha, ăn tục nó phét. Mở miệng ra thì nói á, là Việt Kiều không có được mà chọn cái mỏ về Việt Nam, tại vì không có quốc tịch Việt Nam đây, rõ ràng nha. Lưu Ly phải nói là phải công nhận là anh nói đúng hay sai nha. Còn ngược lại á, không biết cái thằng cha nội đó có quốc tịch Mỹ không, mà tối ngày cứ chọn cái mỏ qua Mỹ là sao. Anh là bây giờ dạy tiếng Mỹ, mà bây giờ dạy tiếng Mỹ cho mọi người nè, dạy tiếng Mỹ cho mọi người nè. Tiếng Mỹ cái chữ đó kêu là hypocrite, tức là một người nói một đường làm một ngã đó nha các bạn. That guy is a hypocrite, tức là cái gà đó là một cái người lạm đường nói nẻo. Ok, tự nhiên là mở miệng nói này rồi cái mình làm điều ngược lại. Sơn Tây không bao giờ làm điều đó nha. Sơn Tây nói sao là vậy. Ok, mình không bao giờ tuyên truyền một điều cái mình làm điều ngược lại nha. Hôm nay hôm nay là cái diễn đàn của Lưu Ly nói về cái gì là gì phố Mỹ bỏ bao que gì đó phải không? anh sợ bị thầy Lưu Ly này, tại vì có khách mời kia lên cái hỏi diễn đàn đang nói cái gì cái bị thầy Lưu Ly này. Bây giờ cái câu đó như nè, bỏ Mỹ bỏ bao que là sao, anh không hiểu bỏ là thế nào mà không bỏ là thế nào nha. Anh ở đây mấy chục năm rồi nè. Ý em nói bỏ đó nghe này. Trước đây là nó có những cái tiếng nói ủng hộ cái tinh thần của cái tinh thần chúng cộng. Nhưng mà theo em suy nghĩ thôi. Thì bây giờ cái vị thế của nước Mỹ nó đang đe dọa. Tức là vị thế của nước Mỹ đang đe dọa. Và để củng cố vị thế này, nước Mỹ rất cần những chính phủ giống như chính phủ Việt Nam. Thì chắc chắn là cái lợi. Ví dụ hợp tác với chính phủ Việt Nam bao giờ cũng có lợi hơn là tiếp tục chống lại chính phủ Việt Nam.
nó cũng phải thay đổi cái đường lối chính trị, bởi vì theo ông Donald Trump là nước Mỹ là trên hết, đúng không? Đúng. Thì tất cả những lợi ích nó phải phục vụ nước Mỹ, chứ không thể nào nó... Ví dụ chống cộng này, bây giờ cái thời này, tư tưởng chống cộng đó là người Mỹ đã nhận ra đó là một cái không lạc hậu rồi. Có thể là không thích, nhưng cũng không cần phải chống nữa rồi. Thì rõ ràng là về tư tưởng chống cộng đấy, chắc chắn là nước Mỹ nó sẽ bỏ cái cộng đồng. Vì cộng đồng đấy so làm sao được với cả một cái dân tộc Việt Nam, một cái đất nước Việt Nam khi mà nó có tầm khoảng 80 triệu, 96 triệu dân. Đúng không? Rồi, ok. Câu đó coi như là thật sự cũng anh cũng không muốn phản biện làm gì, nhưng mà anh nhớ cái người khách mạng tục nói phép đó. Nói Trung Quốc đang, Mỹ đang nợ Trung Quốc cả ngàn tỷ. Cái Âu Trĩ vừa giống như là cái vừa nợ công hồi nãy vậy, không dám nợ đâu ông nội. Cái đó gọi là mua cổ phiếu của nước Mỹ nha. Ok, rồi được ăn lời nha. Chứ hôm mày xin lỗi nha, Mỹ đế không có nghèo đến độ mà đi vay tiền Trung Quốc đâu nha ông nội. Đừng có nói bậy bạ cho người ta không hiểu. Mua trái phiếu là mười xuất vay. Không phải, Luli nói em đúng. Bây giờ Luli bỏ tiền vô nhà băng đúng không? Luli có dám ra vỗ ngực xưng tên nói là nhà băng mượn tiền của Luli không? Nói là phải nói cho đúng, mặc dù là cái sự việc là bỏ tiền vô nhà băng, nhưng mà không nhà băng nào mượn tiền mình đó. Ok, mình bỏ vô nhà băng mình ăn lời, tức là coi như là nó phun miếng lời ra cho mình đó, chứ đó ai mà đi mượn tiền không, của mình. Không, anh à, cái việc mua trái phiếu nó khác với lại việc gửi tiết kiệm. Mua trái phiếu là nó có thể bán trái phiếu. Thì đúng. Nhưng mà rõ ràng cái hình thức là mua trái phiếu của Mỹ để cho Mỹ nó cho lời, chứ nó đâu phải mượn khơi đâu. Đúng không? Ok rồi. Rồi cái gì nữa mà một ngàn tỷ á, của Trung Quốc á, nó bỏ vô nó mua cổ phiếu của Mỹ á, cũng không có cái nghĩa địa gì hết trơn á. Bữa hổm anh đã kiểm soát rồi, ok, hơn 50%, tức là hơn phân nửa cái cổ phiếu của Mỹ á, là dân Mỹ nè nha, dân Mỹ, trong đó có tôi nữa nha, là tôi có cổ phiếu của Mỹ nha, thành ra là bây giờ cho thì cái gì đó, cái gì nhà nước Mỹ nó tung ra đó, cái đó ok, thành tiếng Việt anh không có biết là chính xác là gì, nhưng mà trong đó là trái phiếu hơn 50% là người Mỹ nó chủ quyền cái đó nha, thành ra bây giờ cho Trung Quốc bán cái đó ra đi cũng không có đánh ngã cái kinh tế được đâu nha. Rồi cái phần gì nữa anh muốn nói nữa nè. Thành ra nói là phải nói cho đúng, giống như là cái vụ mà nợ công vậy, thật sự nợ công là con số để chém gió thôi, chứ thật sự ai lại không biết nợ công, nhưng mà đâu bây giờ nhà nước nào gửi kêu mình trả tiền nợ công đâu, đúng không Luli? Đúng không? Đúng, thành ra các bạn hiểu điều đó rồi các bạn chống cộng cũng vậy nữa, đừng bao giờ đưa ra con số nợ công để mà giống như là ăn hiếp Việt cộng nha. Con số đó không có thuyết phục được nha. Rồi cái gì nữa anh muốn nói nữa là cái gì à, Luli nói là anh nhớ trước đó nữa, Luli nói là ở bên Mỹ là phải rồi anh nhớ trong này có bạn nào comment là du học sinh vừa qua Mỹ là người ta hỏi mày theo phe nào, cái đó là quá tào lao luôn á, biết xứ này là cái xứ gì không mà đi áp đảo người ta hỏi người ta một câu đó. Gặp ví dụ anh là du học sinh đi nha, mà có thằng nào nó tới hỏi anh, tao Việt cộng nè, mày làm gì tao, anh nói thiệt luôn á. Những cái câu đó là những cái câu rất là ấu trĩ, rồi nói là phải là đóng tiền để, giống như Luli hình như có nói là phải đóng tiền để mới được quyền làm ăn. Anh làm ăn nè, ai dám lại đây tống tiền anh không, dám không? Đâu em không nói cái vấn đề đó. Ừ, nó thành ra là những cái luận điệu, những cái tin tức đó là những cái tin tức tào lao luôn. Nhưng không em nói là cái gì, cái OF sống bắt buộc ở trong cộng đồng đó chẳng hạn, thì họ phải gọi là nái lời ăn tiếng nói của mình để nó sẽ sống ở trong cái cộng đồng đó thôi. Không, Luli nói gì không có được. Bây giờ nè, muốn anh đưa điển hình đó trong diễn đàn này nè, và bao nhiêu người Việt bên Mỹ nè, ai lại không biết Lệ Minh, ai lại không biết Cư Xá, đúng không? Rồi hỏi cái người đó có bị đe dọa gì không? Thế chứ nhiêu đó là đủ chứng minh rồi, cái không ai làm gì mình hết trơn á, mình ra đường mình muốn theo phe nào phe anh nó nói luôn. Em chỉ đơn giản là vừa rồi nhà hàng ở bên Mỹ đó,
tiếp mà gọi là có gọi là tổ chức cái bữa tiệc gặp mặt của đảng nhân ngon, thế mà họ đến họ biểu tình họ kia họ gây khó dễ cho cái việc này. Okay, cái đó là gì? Cái đó là gì để giải thích cho, cái đó là một sự kiện và người ta chống đối Đàm Vĩnh Hưng. Và tại sao người ta chống đối Đàm Vĩnh Hưng? Đây anh nói nha, này anh dùng cái chữ này các bạn đừng có buồn, nhưng mà rõ ràng là cái người chống cộng người ta dùng cái chữ này. Người ta nói Đàm Vĩnh Hưng là một cái thằng bưng bô, thành ra người ta bực mình nó. Còn ngược lại, đây là một chứng minh nữa, bao nhiêu người ca sĩ khác ở Việt Nam qua đây hát bình thường, đâu ai chống đối gì đâu. Đó, có chứ Hồng Vân Sang đấy. Không nói gì được, Lưu Ly. Cái chuyện mà phần trăm ít, Lưu Ly không thể nào phản dùng cái đó để phản biện, dùng cái một chuyện 100 ca sĩ qua đây, một người bị biểu tình này, Lưu Ly coi đó là một cái sự, một cái chuyện bình thường, một cái sự kiện là sao, đúng không? Cái chuyện phần trăm ít quá là mình nói là một là vì cái bạn cái người đó làm cái chuyện gì tào lao đó hay là cái gì đó người ta bức xúc người ta mới biểu tình thôi, còn bao nhiêu người khác qua đây diễn đâu ai nói gì đâu. Đó. Không, em thấy là ví dụ như ngày xưa Bằng Kiều với Sang họ bắt phải cầm cờ bắt cầm bỏ để quấy thì nghe không? Nói cái này nha. Cái đó là giống như là PR thôi, thật sự là PR, nói là bây giờ phải chứng minh là chống cộng thôi, nhưng mà thật sự có những người khác qua đây đâu cần phải làm gì đâu cũng đi hát vậy. Rồi kể cả ngoài Ninh Giang đấy cũng đi chống. Cái gì? Ngoài Ninh Giang đó diễn giờ cũng đi chống. Thì những người anh không phải anh thì không bao giờ anh không bao giờ làm chống đó, để anh nói anh rồi anh nói những người khác là gì anh hiểu được. Tức là những người ở trong nước có những cái hành động mà ở bên này người ta cho là bưng bô thì người ta đi chống thôi. Vậy thôi, nhưng mà không phải anh, còn anh là theo anh nghĩ thì những tình như nó có tác dụng nhiều. Có chứ. Rõ ràng bữa Hoài Linh anh coi cái biểu tình Hoài Linh ở trong livestream á là rõ ràng người ta không mua vé vô coi được. Tức là không, ý em muốn nói là cái tác dụng trong cái gọi là phong trào chống cộng hay là cái gì thôi, chứ còn cái việc kinh tế của một vài cá nhân thì họ bình thường. Thì đúng, nhưng mà vẫn là một cái tiếng nói, vẫn là tôi không thích cái hành động bưng bô của anh của chị đó, vậy đó, vậy thôi, đúng không? Tức là nhiều khi biểu tình nó không có đem một cái kết quả gì lớn lao. Nhưng mà thực ra thì em cảm thấy là sau cái biểu tình đấy thì các cái hành động của anh nhiều hơn. Thì anh khổ thật sự, Lưu Ly hiểu không? Thật sự anh nói để Lưu Ly biết, thật sự những cái chuyện đó anh không quan tâm. Thật sự là cái gì? Anh quan tâm cái gì? Mỗi ngày rảnh chút đỉnh lên đây chia sẻ với Lưu Ly với các bạn, rồi anh đi làm việc của anh. Chứ ngoài những cái giờ này anh đi làm việc bên Mỹ, anh thiếu gì chuyện để làm, giống như ngày hôm qua nè, cơn sốt. Ngày hôm qua là cơn sốt đi mua giấy số, nhưng mà hôm nay rất là buồn luôn, có một người trúng, Lưu Ly. Một người trúng thôi. Và cái giải đó là 1.600.000.000 đô, một người trúng thôi. Trời ơi, nguyên một cái nước ngày hôm qua là một cái cơn sốt luôn, thấy không? Thành ra ngoài những cái giờ mà anh lên đây chia sẻ đi, 5 phút kìa. Rồi được. Rồi. Wow. Không hiểu sao bên mạng bên Mỹ mà lại ẻo oạt thế. Nào Duy ra lại đi, vào lại đi, cái camera của em nó bị mất. Anh Quốc Dương cũng phải ra lại đi mới vào lại được thì mới có camera nhé. Bây giờ là anh Quốc Dương không có camera. Alo. Vang không? Có tiếng có vang không? Vang. Hên quá. Thấy anh Sơn Tây vang, tôi nói em bị vang luôn. Em cảm thấy anh là điều khiển cái diễn đàn, nó mất công tâm nha anh. Trời đất ơi, con mình anh Sơn Tây mà làm con khỉ gì dọc anh dữ vậy? Đó, anh Sơn Tây nói đúng. Mấy anh phải thừa nhận chứ, anh này cuồng quá không có được á. Đầu tiên á là em nghe thì em nhớ vụ gì biểu tình đúng không? Biểu tình Đàm Vĩnh Hưng đúng không? Nó theo như em đánh giá là biểu tình Đàm Vĩnh Hưng là đúng. Đàm Vĩnh Hưng không có biết điều anh. Đó. Nghĩ làm sao ở Việt Nam nổi tiếng quá trời luôn rồi, có biệt thự luôn rồi, biệt thự ở quận 10 đúng không? Tài sản cũng là bao nhiêu tỷ bạc. Đúng không? Còn chạy qua bên bển nữa để gọi là dành ăn với người ta nữa, biểu người ta không biểu tình. Đúng không? Anh vừa phải đâu. Anh phải hiểu á là bây giờ á là ổng ở một cái nước Việt Nam rất là rộng lớn, người ta đã phải chạy qua bên Mỹ sợ rồi, cũng không tha cho người ta nữa. Ông mới biểu diễn ở Việt Nam được rồi, mắc cái cớ gì qua tới bên biểu diễn làm cái gì, người ta biểu tình là đúng rồi, đúng không? Rồi xong nữa, cái hình ảnh của ông Đàm Vĩnh Hưng á là fan quá trời luôn,
Nó mới qua bển, ông tuyên truyền tùm lum tùm la. Ông mặc áo cờ đỏ sao vàng, ông hát như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, ai mà chả lộn tiếc. Người ta biểu tình là đúng. Anh cứ bắt mà tại sao người ta biểu tình. Anh mắc cười ghê á. Tự nhiên anh làm bị một cái rất là nguy hiểm. Nó mong cho cộng đồng người Việt hải ngoại. Mà anh kêu cộng đồng người Việt hải ngoại im cho anh. Ông Tân Tây nói đúng. Tại sao người ta không biểu tình ông khác mà biểu tình Đàm Vĩnh Hưng. Đúng không? Em cảm thấy Đàm Vĩnh Hưng rất là quá đáng. Em cảm thấy Đàm Vĩnh Hưng rất là quá đáng. Đúng không? Qua bên đó đuổi cùng giết tận để làm cái gì? Bây giờ là nghị quyết 36, hòa hợp, hòa giải. Đúng không? Đừng có bao giờ mà tăng thêm cái áp lực cho các cụ bên đó nữa. Nên cái vụ mà Đàm Vĩnh Hưng là anh Sơn Tây chơi thích yếu quá. Anh không có dòng do Tam Quốc. Ông nói mấy ông là... Đúng không? Vừa phải thôi. Tôi đã nhường cái đất nước Việt Nam mình chứ ép rồi. Bây giờ tôi qua đây tôi chưa biết tôi có tịch hay không nữa. Đó. Mà ông còn qua đây ông hát nhạc rồi ông còn gọi là tuyên truyền, ông còn làm đủ kiểu hết. Rồi sao ông nói người ta cũng nói Đàm Vĩnh Hưng đẳng cấp quá. Đúng không? Nhìn lá nhà vàng. Nhà vàng mà. Đúng không? Qua bển là thằng Đặng Nguyên nó nghĩ sao? Đúng chưa? Việt Khang nữa. Đó, đang Nguyên Việt Khang đang là sói ca bển hát đám ma đám cưới thấy mẹ. Đàm Vĩnh Hưng bố láo qua bển chơi nhỏ. Chơi đi con xe gì, Range Rover phải không? Mặc đồ này nọ như là tài tử của Mỹ vậy đó. Rồi người ta cảm thấy như sao? Đàm Vĩnh Hưng thực hiện một hành vi mà theo em rất đáng để biểu tình. Trong khi các cụ nghĩ là Việt Nam này bị cộng sản bóc lột, nhồi sọ các kiểu hết. Nghèo khổ, nghèo đói. Ở đâu ra ông nội Đàm Vĩnh Hưng như Michael Jackson vậy? Đó. Còn người ta hoang mang thì sao? Ảnh hưởng tới cái niềm tin, ảnh hưởng tới cái sự đấu tranh của họ. Nên theo em nghĩ họ biểu tình là đúng. Và em đồng ý quan điểm họ biểu tình. Đó, cái chỗ đó là ok nha. Rồi cái chỗ nợ công nữa. Cái chỗ nợ công á, anh Sơn Tây anh nói đúng. Mà anh giải thích chưa có kỹ. Đó. Cái phần nợ công của Mỹ á, là phần lớn á, là doanh nghiệp Mỹ nó là chủ nợ. Còn thành doanh nghiệp nước ngoài nó cũng là chủ nợ, nhưng mà nó chủ nợ ít. Đó. Cái thằng doanh nghiệp nước ngoài là thằng Trung Quốc với thằng Nhật. Hai thằng đó đang chủ nợ hơn 2.000 tỷ. Thằng Nhật á, thì nó thua Trung Quốc chút, Trung Quốc khoảng chừng 1.200. Thì bây giờ á, cái thằng Trung Quốc nó là chủ nợ của Mỹ là đúng. Đúng không? Tại vì thằng Mỹ á, nó thực hiện cái hành vi phát hành trái phiếu chính phủ. Mà trái phiếu chính phủ là hình thức chính phủ nó dùng chữ tín nó đi mượn tiền. Đó là trong kinh tế nó nặng vậy. Nên anh Sơn Tây cũng phải chấp nhận cái luận điểm của mấy ông này. Mấy ông này nói á, chính phủ Mỹ đang vay nợ Trung Quốc là đúng. Cái hình thức này nó khác so với hình thức của ngân hàng anh. Đó. Nhưng mà bây giờ anh nhìn coi, thằng Trung Quốc nó cho thằng Mỹ vay tới 1.000 tỷ. Giả sử bây giờ nó tao méo cho mày nữa, tao mày trả tao 1.000 tỷ đi. Thì thằng Mỹ nó kiếm thằng nào ra vay? Cái đó là vấn đề thằng Mỹ phải suy nghĩ. Lúc đó thì 1.000 tỷ thằng ở trong nước mà cho vay đi. Hoặc là nó phải kiếm một quốc gia khác để nó vay. 1.000 tỷ đô nha anh. 1.000 tỷ đô đó. Chỉ có những cái nền kinh tế lớn như Trung Quốc với Mỹ, Nhật nó mới làm nổi thôi. Chứ còn làm gì có thằng nào mà nó cho đủ 1.000 tỷ vậy. Mà giờ giả sử chiến tranh thương mại nó tăng cao mà nhu cầu nợ công nó cũng tăng cao luôn. Hiện tại em đọc báo cả trong nước, cả nước ngoài là nhu cầu nợ công của Mỹ nó đang tìm cách nó vay thêm tiền. Đó. Thì nó vay thêm thì nó phải kiếm thằng hoặc Trung Quốc hoặc Nhật. Mà giờ nó chấp nhận Trung Quốc rồi. Thành Trung Quốc nó không cho vay nữa, nó phải qua nó quay Nhật. Nó quay Nhật, Nhật nó không có tiền cho vay, nó phải qua quay Đức không có nó quay lại trong nước. Nó cũng là cái bài toán mà người Mỹ nó cần phải suy nghĩ. Đó, nói chung cái chỗ nợ công thì Sơn Tây trả lời rất là ok, rất là đúng. Nhưng mà chưa rõ, nó chưa rõ thì bổ sung thêm thôi. Còn về cái phần mà vụ Đàm Vĩnh Hưng biểu tình, đồng ý. Mày qua chỗ tao, tao biểu tình mà là nhỏ, ấp sọt luôn chứ biểu tình gì nữa. Mà bây giờ, nguyên cơ của Mỹ, Trung Quốc có bản thương thủ trang nó ra. Thì kể nó chứ giờ sao, nó chiến lên thương mại, nó có nhiều nguồn thu khác, cái chuyện đó mình phải phân tích nó bắt nó phải lâng lên. Lâng lãi thì sẽ thiếu nên, đấy một là một cái lưỡng dẫn ra thôi. Mà thế là phân bài, Trung Quốc muốn tập. Rồi anh Sơn Tây hỏi là Việt Nam cho ai vay thì thôi, Việt Nam cho ai vay nó tủ tí anh ơi, Việt Nam là kinh tế eo ọt mà. Cho Mỹ vay có được, gửi Mỹ giữ dùm có 12 tỷ à. Cái chuyện 12 tỷ mình không có nói gì với Mỹ được. À, bổ sung anh vậy thôi, để em phụ anh Đam với mấy ông này. Chứ giờ có mình anh mà mấy ông này cũng chơi lầy quá. Người ta nói chuyện đàng hoàng mà tối ngày cứ kêu là ông Sơn Tây ông sỏ lá này nó đuổi xuống. Em không có đồng ý quan điểm đó. Cái quan điểm anh Sơn Tây có sỏ lá hay không, cãi anh Sơn Tây. Nhưng mà anh Sơn Tây nói chuyện đàng hoàng là mình phải lắng nghe. Đúng không? Mình có trình độ thì mình ra mình phản biện là anh Sơn Tây cũng đàng hoàng luôn. Thì trẻ em nó mới phục. Chứ bây giờ trẻ em nó vô nó thấy chú Sơn Tây nói chuyện mắc cười mà tại sao chú luôn đi đuổi anh chú Sơn Tây sướng.
Rồi 5 phút em xuống trên sân bay lên lại nha anh. Tiếp nha anh. Ok. Cảm ơn chị Nguyễn nha. Anh Sơn Tây có lên lại không? Đó rồi, anh Sơn Tây có lên lại không? Còn cái thằng bài cho cái thằng có cái link người ở bên Hàn Quốc này một câu ấy. Quốc Hoan Huy. Đấy, chuyện trong chuyện nhà nước còn no chưa xong, no chuyện nước người ta, lo chuyện nước người ta để so sánh vào mấy nước nhà. Cho các bạn thấy được ở nước người ta cũng như thế, bạn cũng đang ở Hàn Quốc là như thế. Bạn có thấy ở Hàn Quốc này chưa chắc đã sướng bằng ở Việt Nam chưa? Nên đừng có nói vỗ ngực cho tao Hàn Quốc tao sướng nha. Tôi cũng đang ở Hàn Quốc đó. Nhưng mà đang ở trong cái lúc live stream thì dù cái tiếng nó bị rè mình cũng phải chịu, tôi không biết làm thế nào được, không chỉnh nổi. Anh Sơn Tây, mời anh lên lại tiếp tục. Chào Luli, chào cả nhà. Ủa cái thằng khách mời đó đâu ra vậy, nó chuyên môn lên nó đam mình không à? Ê khách mời mày vừa phải thôi nha mày, hôm nào tao về Việt Nam là tao đốt phòng chim mày nha mày. Nói giỡn chứ anh em mình chủ yếu là chia sẻ, nói thì anh nói Luli nói chuyện với anh nhiều, Luli một người rất là hiểu tâm lý, anh nói chuyện á, Luli biết cái cá tính của anh như thế nào. Không, thật sự á là mình nói, mình chia sẻ với nhau, nhưng giống như ban đêm của các bạn là thì lên đây nói là, nhưng mà trong đó là mình cũng không phải nói chuyện tào lao mà chém gió, nhưng mà mình cái nói gì thì nói thì trong đó cũng phải có một cái sự thật ở trong đó. Nhưng mà bây giờ chuẩn bị đam nha, hồi nãy hình như là cũng nghe nói chút xíu về Như Quỳnh đúng không? Vâng. Và bây giờ mình phải chơi lập Việt Nam mới được. Xin mời các bạn hướng sự chú ý của các bạn trong hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương 2, điều 17, phần 2. Ồ, trong điều 17 nó có 3 phần nha. Phần 2 là gì? Công dân nước Việt Nam không được bị trục xuất. Đấy là mình giải thích. Cái trường hợp bữa hổm là Will Nguyễn là bị trục xuất là đúng. Tại vì nó là công dân Mỹ, nó qua Việt Nam, nó làm cái chuyện gì đó thì nó bị trục xuất. Cái đó đúng. Nhưng trong cái... mình lặp lại lần nữa nha, mình biết hiến pháp Việt Nam nha, chương 2, điều 17, phần 2, công nhân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không được quyền bị trục xuất và nhà nước Việt Nam không được quyền bắt công dân giao cho nước khác, hiểu chưa? Các bạn Google lên đi, rồi các bạn trả lời sao khi mà Như Quỳnh bị hay là cái gì đó, nhà nước Việt Nam rõ ràng là giao Như Quỳnh cho chính phủ Mỹ, đó, rõ ràng là hiến pháp nói là không được nha các bạn. Cái này kêu cái thằng khách mời hồi nãy lên đam đi, cái này là chết rồi. Đó Luli, bây giờ Luli giải thích sao, rõ ràng trong hiến pháp này anh không có bịa đâu, lập hiến pháp ra nói chuyện, ok. Thứ nhất là Việt Nam không trục xuất Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, mà ra điều kiện để Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tự nhận đi hay không đi. Ừ. Còn trục xuất nghĩa là gì? Mày muốn đi hay không muốn đi, tao vẫn phải đẩy ra thì mới gọi là trục xuất. Đẩy ra, khoan, đối với anh là đẩy ra, tức là từ trong nhà giam không cho gặp ai hết, đưa thẳng ra phi trường rồi lên máy bay là đi luôn. Nguyễn Tân đang ở trong cái án tù thì anh không thể nào tự do để ra cái đất nước Việt Nam được. Không, cái đó là những chi tiết râu ria, nhưng mà anh nói là chi tiết chính là rõ ràng hiến pháp nói. Em nói cái vấn đề trục xuất rồi. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tự nhận là tôi muốn sang Mỹ. Đúng không? Tôi muốn sang Mỹ chứ còn không phải là Việt Nam đẩy ra khỏi đất nước. Còn trục xuất muốn là gì? Mày muốn ở hay là mày không muốn ở thì tao vẫn cứ đẩy ra mới gọi là trục xuất. Giống như là trường hợp Will Nguyễn á, hồi biểu tình Will Nguyễn là rõ ràng là trục xuất. Đúng vậy, đúng vậy. Không muốn ở lại, không cho ở lại. Đúng vậy. Thế còn Nguyễn Ngọc Như Quỳnh à, hỏi là bây giờ cô muốn ở lại. Ở tù 10 năm. Cô muốn đi ra nước ngoài. Nhưng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì tôi muốn ra nước ngoài đấy. Đi theo ý của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đúng chưa? Thì anh gì nè, tại vì anh đọc rõ ràng cái điều hiến pháp, rõ ràng cái câu đó nó nói là nó rõ ràng là cái câu trong hiến pháp. Cũng không phải bắt và giao cho chính phủ Mỹ là không đòi và Việt Nam cũng không giao. Có nghĩa là chính phủ đồng ý cho vào và Việt Nam là đồng ý cho đi, không có giao nha. Giao có nghĩa là tôi bắt và đưa giao cho anh.
thì rõ ràng là, rõ ràng là Như Quỳnh bị bắt rồi, rõ ràng là Như Quỳnh được thả thì Luli là nói là không giao, nhưng mà rõ ràng đâu có nghĩa là kể cả là đằng sau nó như thế nào, nhân nhân trên mà pháp luật người ta chỉ nói đến cái chuyện hồ sơ và vụ việc đúng không? Có thể là ngấm ngầm là mày giao cho tao đi hay là nó kia, nhân trên người ta nói với nhau. Rồi rồi, để anh hỏi Luli, tức là cái hành động của Như Quỳnh là chính phủ Việt Nam mình không có làm gì sai hiến pháp theo lời theo Luli. Không hề động chạm. Bây giờ anh tưởng tượng là người ta có cả một bộ máy nghiên cứu điều này vi phạm, tốt đến cái điều này vi phạm mới không vi phạm. Bây giờ vi phạm để cho anh moi ra anh nói thì có mà loại. Anh moi ra anh nói tại vì anh biết hiến pháp Việt Nam đó nha. Thế còn người ta không biết. Mà hổng rồi đâu ai nói tới đâu, thấy rõ ràng không? Thấy rõ ràng không? Không ai nói tới đó. Thì vậy thôi. Anh tại vì á cái mức nêu lên vấn đề là anh ngừng ở đây, còn mọi người Luli biết không? Sau khi mình xong cái diễn đàn á, cả ngàn mấy ngàn người xem diễn đàn luôn, người ta sẽ suy nghĩ những gì anh nói và người ta suy nghĩ những gì Luli đam. Ok, cái đó là quan trọng. Ok, còn Luli giải thích vậy thôi, anh không phải là người cùng nhầy. Anh không phải là ok đào mới thêm nữa, vấn đề đến đó là xong. À, ok. Thế còn thằng khách mời kia có muốn lên bản đam cho kỹ càng hơn không? Đây nè, đây khoan, để anh đọc cái comment nè. Trọng Bùi nói là anh kém hiểu biết. Đương nhiên rồi, anh ở nước ngoài anh đâu cần thiết là phải hiểu biết, nhưng mà những gì anh hiểu biết là anh trình bày, bởi vì những cái này nè. Không được, chết rồi. Anh phản đam Trọng Bùi. Oh, cứ là Luli là muốn khách trái chiều, mà khách trái chiều lên đây người ta dĩ nhiên là người ta phải nêu lẫn cái luận điệu trái chiều, bắt đầu là ngu, không biết, cần gì phải biết, mình đang ở nước ngoài, mình đâu phải đang ở Việt Nam đâu, mình phải biết nhiều, nhưng mà những gì mình biết thì mình trình bày, cảm thấy mình không đủ kiến thức thì để em trả lời ok trả lời đi. Thì tôi hỏi bạn nói là ở Việt Nam không có nhân quyền, thì bố mẹ của các bạn bây giờ đang là chính quyền con gì? Nếu mà bạn không dám trả lời thì bạn cứ nói. À, rồi cho anh phản biện Luli cái này nè. Hồi nãy Luli nói là cái gì đó, qua nước ngoài làm là vô hãng là phải làm việc rồi không có, rồi cái Luli hỏi tự do nhân quyền ở đâu, trời ơi, Luli hỏi cái đó là Luli chết luôn á, tự do với nhân quyền. Trong ở bên Hàn Quốc này, em nói người Hàn Quốc với nhau họ có thể theo đảng này theo đảng kia, cả bao giờ họ ngồi họ nói là tao ý theo đảng tao này, đảng vào trong công sở là công sở, còn cứ nghỉ vào đúng giờ là kiểu như là đang cái giờ làm việc mà anh nghỉ, gọi anh đi làm đấu tranh như này đấu tranh kia nó đuổi thẳng cổ. Không thì cái anh đồng ý điều đó, trong giờ làm việc mình phải nghiêm túc làm việc, mình đâu thể nào nói chính trị đảng này đảng kia được, nhưng mà Luli nói là xong cái Luli kết là có tự do có nhân quyền gì đâu, trời ơi, nói câu đó là tôi bỏ quốc tịch tôi đi về Việt Nam á. anh thấy công dân ở Việt Nam chưa? Đi chủ tịch ở bằng thế mà về gọi là công ty vẫn phải vỗ về động viên vậy hả? Anh có thấy nó ghê không? Thế mặc dù đi biểu tình kiếm tiền thôi, vi phạm pháp luật cũng cùng nhà nước rồi là chủ công ty vẫn phải vỗ về. Thôi đừng có đi biểu tình nữa, làm ăn đi. Khổ thế đấy. Còn tôi nói với bạn Quốc Văn Duy nhá, tôi nói thật với bạn. Bạn ở Hàn Quốc nhưng bạn không hề biết lịch sử Hàn Quốc. Bạn có biết thời Bắc Trung Nghi nó bắt những người đó đặt như thế nào không? Cái này chắc có lẽ anh Sơn Tây có thể anh Sơn Tây tìm hiểu đến. Ồ, Bắc Trung Nghi bị ám sát chết mà phải không? Anh biết chứ, đúng không? Bắc Trung Nghi bị ám sát chết mà bởi vì sao? Thời kỳ ông ta cầm quyền là một trong những cái thời kỳ mà có thể nói là độc tài nhất ở cái đất nước Hàn Quốc. Nhưng nhờ có thời kỳ đó mà nước Hàn có được cái gọi là điều kỳ diệu bên Trung Hàn. Nói gì được cái gì nói lại coi, anh không nghe cái phone rè, nói lại coi được cái gì. Cái này anh có cái này em xem hy vọng. Có nghĩa là thời kỳ ông Bắc Trung Nghi cầm quyền Hàn Quốc đó. Nghe, anh nghe. Rồi tiếp đi. Là cái thời kỳ mà nước Hàn này nó nằm trong chế độ gần như là độc tài. Bây giờ cho nên ông Bắc Trung Nghi là người Hàn, có người Hàn nói ông Bắc Trung Nghi là người có công. Có người nói ông Bắc Trung Nghi là người có tội.
bởi vì cái thời đó ông ấy lắm quyền nên là ông ấy sẽ bắt toàn bộ những cái người có ý kiến trái chiều bắt về đối nhập bắt bỏ tù hết và cuối cùng tạo ra được một cái kỳ tích sông Hàn. OK rồi, để em trả lời cái bạn Dương Triều nè. OK, ở Mỹ có nhân quyền, vậy sao người ta hát bên Mỹ lại biểu tình đòi đuổi người ta? Thì cái đó là cái sự biểu tình, tức là một trong những cái nhân quyền, và em được quyền hát nhưng mà người ta được quyền biểu tình em. Cái đó đâu có chuyện gì lạ đâu, đúng không? Cái tự do và cái nhân quyền nó đi song song như thế đấy. OK, anh thì vậy là cái tại vì á cái quyền biểu quyết cái cảm xúc của người ta đó là cái quyền cho một trong những cái nhân quyền là như vậy. OK, thành ra mình không thể nào thế đúng vậy, nó là như thế. Nhưng mà ngược lại nếu mình không muốn người ta biểu tình thì mình làm cái gì đó tào lao người ta mới biểu tình mình. OK, cái đó là anh không có nghiêng mình nào. OK, người ta làm cái tào lao cũng là quyền người ta. Đúng vậy. Ừ, anh có phone gọi vô. Ừ, đó, thành ra là mình cảm thấy mình muốn trình diễn nữa, mình muốn kiếm tiền thì mình đừng có làm những cái gì mà người ta người ta bất bình. Anh chị vậy thôi à, đúng không? Còn thật sự là không ai cản mình ở đó, mình muốn làm gì mình thì làm. Cho nên là mỗi một đất nước, ý là ở đây mọi người, mỗi một đất nước nó đều có một cái nền luật pháp khác nhau. Và mình là một người công dân ở trong cái đất nước đó, một người dân ở trong đất nước đó, mình phải tôn trọng cái luật pháp nước đó nó quy định. Đơn giản vậy thôi. Có anh Sơn Tây tự nhiên bị đứng rồi nó bị rớt. Còn tôi nói thật với bạn gì Quốc Hoàn Huy đây. Vâng, chú Phú lên 3 phút. Nói một điều là bạn nói nên sự thật. Mẹ bây giờ người ta bắt được vợ ngoại tình chứ vẫn quay phim nó lên YouTube và mặt ầm đấy. Alo, chào. Nhưng đấy không phải là quyền nói sự thật thì là cái gì đó. Và thật ra mình đúng lên 2 phút cũng được, 3 phút được, trả lời cái câu của Sơn Tây. Rồi tại sao là nhà nước Việt Nam họ trục xuất con đấm đi ra khỏi đất nước Việt Nam? Đó là nhà nước Việt Nam nó sử dụng vấn đề nhân quyền, nhân bản. Đó là thể hiện vấn đề nhân quyền đó. Tại vì con đấm nó bảo là ở trong nước Việt Nam không có nhân quyền. Không có nhân quyền, không tự do. Mà cái sự nhân quyền tự do của mày đó, trong hiến pháp nói rằng là mày không được buộc, mày phải sống, con người sống là phải cái tự do và ngôn luận nó phải nằm trong cái hiến pháp. Nó phải có cái ranh suốt, có nghĩa phải có cái ranh giới. Mà cái con nắm đó là nó đã vi phạm hiến pháp của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thì nó phải bị tù. Rõ ràng nhà nước Việt Nam thực hiện đúng, ra tòa ra có luật sư bào chữa đó, nhưng mà tại sao nó không thắng được là vì nó đã có tội, nó là vi phạm. Thì bây giờ mày bảo rằng Việt Nam có nhân quyền gì, tao cho mày đi thì cũng như tao cho mày đi. Mà thằng Mỹ tại sao nó rước con nấm, là vì bên Mỹ nó không có nhân quyền, tại vì nó phải nhiệt, nó kêu con nấm này qua để đấu tranh bên nước Mỹ, là coi như là cảnh sát Mỹ bắn chết mấy da đen bên đó, bắn chết mấy người Việt bên đó mà không có ai đấu tranh hết. Cho nên nước Mỹ nó phải rước con nấm này qua để mà nó đại diện cho cái cộng đồng tị nạn Việt Nam bên đó để mà đấu tranh về nhân quyền. Đấy, Cali nó có bao nhiêu cái vụ mà người Việt Nam bị cảnh sát Mỹ nó bắn chết, là da đen này kia nọ, mà không ai đấu tranh hết. Tất cả những cộng đồng, những cái tổ chức hội đoàn của bên Mỹ phải đấu tranh hết. Cho nên vì cái chỗ đó mà thằng Mỹ nó mới năn nỉ Việt Nam là OK thôi, bây giờ mày cho con nấm này qua cho tao, để tao nhờ nó qua để đấu tranh về nhân quyền cho đất nước tao hầu như nó không có ai đấu tranh về nhân quyền hết. Vậy thôi, mà thằng Cộng sản Việt Nam mà nó trục xuất con nắm đi là nó thể hiện về cái cách là nhân quyền và nhân đạo. Thế thôi. Rất là đơn giản vậy thôi. Đúng không? Đúng không? Và... thế thôi. Rồi thôi, OK, mình xuống. Ha. Và... còn vấn đề hồi nãy chút xíu. Hồi nãy là Sơn Tây hỏi rằng tại sao anh không có quốc tịch Mỹ, tại sao anh chỉ quốc tịch... Thì tập chúng bay đã... nó là thế giới này là 1.4.0 rồi, nó là mặt phẳng rồi. Thì tại sao hỏi lại là tại sao cái bọn mà chống cộng lưu vong á, tại sao tụi bay chỉ bỏ về đất nước Việt Nam? Tất nhiên nó phải có một sự phản biện.
Tức là mày nói trước thì tao mới nói lại, chứ còn nếu không thì tao chẳng nói lại gì. Nhà nước Việt Nam yêu cầu tuổi trẻ, yêu cầu nhân dân phải nâng cao cái phát huy và vai trò vấn đề phản biện. Phản biện đúng luật pháp, phản biện không nên vi phạm luật pháp. Đấy, nó mang cái tính cách là tư duy đã tốt mà. Là chú Bình Phương, chú sẽ lên. Nên tại sao bây giờ tôi trả lời câu ngắn gọn, tại sao nhà nước trục xuất con nấm? Là tại vì con nấm nó muốn đi nước ngoài. Chứ bây giờ nó không đi nước ngoài thì bây giờ một là mày đi tù. Thì thằng Mỹ nó bảo rằng thôi bây giờ mày cho con nấm sang tao đi. Tại vì bên tao coi như là mà là có những thằng cảnh sát nó bắn mấy thằng Việt Nam chết, nó bắn mấy thằng Mỹ đen chết mà không ai đấu tranh về nhân quyền hết. À, con nấm ở đây nó đấu tranh vấn đề là cộng sản, là giết công an, giết tù nhân trong trong đồn này kia nọ, mà theo lời con nấm nó nói đó. Thì bây giờ bên Mỹ tao thiếu nhân vật này, thôi bây giờ mày cho tao đi để tao đưa con nấm này qua nó đấu tranh đừng cho tao. Thế thôi, cộng sản nó nhân đạo quá mà. Nó rất là nhân đạo. À, đưa mày ra tặng sân bay luôn. Đó. Chúng ta phải thấy là cái đảng cộng sản nó quá nhân đạo đi, còn gì nữa, chứ gặp bên Mỹ rồi nó bắn chết rồi, nó đâu cần đưa sang bay đâu. Ok vậy thôi nha, cảm ơn nhiều. Vâng. Trước khi chú Bình Phương lên thì con có đôi lời gửi đến cái bạn Quốc Hoan Huy đó, Quốc Hoan Huy đúng không? Thì tôi cũng không biết là bạn sống ở bên Hàn và bạn sống ở đâu và bạn sống ở bên này bao nhiêu năm rồi, nhưng tôi hỏi bạn có một điều. Bạn nói ừ, cứ Việt Nam là thế này thế kia đi. Thế bạn đã nhìn thấy ở bên Hàn này những cái cuộc biểu tình người ta đòi đất chưa? Khi mà doanh nghiệp hoặc các tập đoàn công ty lớn họ cướp đất của những người dân đó. Bạn có nhìn thấy những cuộc biểu tình đó không? Bạn có nhìn thấy những người công nhân biểu tình gọi là đòi nương ở các tập đoàn đóng tàu không? Bạn có biết ở bên Hàn này ngoài luật của nhà nước ra nó còn có cái gọi là luật của công ty không? Bạn có biết ở bên Hàn này cái cảnh cấp trên được quyền đánh cấp dưới không? Đấy, nhân quyền của các bạn đó. Còn nói hai chữ dân chủ hả? Nó mông lung, nó mơ hồ lắm. Nói thẳng câu thì thằng nào làm lãnh đạo thằng đấy vẫn làm chủ, chứ còn chả đất nước nào là dân làm chủ cả. Nó chỉ là mị dân thôi, nó chỉ cho các bạn được cái gì các bạn muốn thôi, chứ còn bây giờ nước Hàn nó làm cái gì dân được quyền quyết định không? Cho nên các bạn đừng có nói là theo bầy, theo riếc. Các bạn là những người, tôi biết bạn là một người trẻ, cũng đã sống trong cái xã hội chủ nghĩa, sau đó là sang đây lao động hoặc vì một cái lý do nào đó sang đây. Nhưng mà vì đừng vì cái cuộc sống ở bên này nó làm che mắt đi mà quên đi cái quê hương, cái đất nước. Chính cái đất nước Hàn Quốc này đó, nó giàu được như ngày hôm nay. Nó giàu được như ngày hôm nay đó là bởi vì sao? Bởi vì một phần máu của dân, của đồng bào của bạn đó. Bạn ấy nói không biết nước ngoài nó như thế nào, Việt Nam nay đi sống trầm trọng. Thế trước đây cái thời kỳ hoàng kim nhất của Việt Nam là lúc nào bạn chỉ cho tôi nghe xem nào. Nó đi xuống thì nó phải có cái đi lên chứ. Nó phải có cái để nó đi xuống chứ. Bạn nói như vậy là nói nó theo cái cảm tính, nói không có chứng cứ. Trước đây Việt Nam giàu hơn bây giờ bao nhiêu lần. Vâng, chào chú ạ. Alo. Vâng. Vẫn đang nghe đấy. Vâng, vẫn nghe. Cả diễn đàn đang nghe. Chào Luli, chào các bạn trên diễn đàn. Chú định không có lên bữa hôm nay, hơi mệt trong người với lại bà cụ đêm qua bảo vệ quá. Thành ra là phải hơi mệt, định không có lên. Với lại thấy cái hồi sáng Luli ghi cái tiêu đề ghê quá, trời lớn quá. Nó bàn tình hình thế giới mà hồi trưa thì... mà bên Duy thì nó chơi tới hạt nhân luôn đó. Trời ơi, nó thấy quẩn quá. Cái đó thì thua nha. Thành ra là tính không có lên, nhưng mà lên đó là để nói lại cái việc mẹ nấm này cứ nó tới nó luôn hoài. Tôi không có lên, tôi nói chuyện với ông Sơn Tây mà tôi nói chung với tất cả các bạn ở bên hải ngoại á. Bây giờ nó gì, tức là tôi đã nói đi nói lại cái vấn đề mà cái luật pháp của mỗi nơi nó mỗi khác. Bây giờ tôi trả lời ngay chỗ đồng chí Sơn Tây mới vừa nói tức thì đó, bảo rằng là tra cái hiến pháp rồi không được phép trục xuất. Bây giờ tôi nói các đồng chí như thế này nha. Ông, các đồng chí có biết đồng chí Trần Quỳnh Duy Thức mình không? Biết, bây giờ nghe tên Trần Quỳnh Duy Thức. Vâng. Trần Quỳnh Duy Thức á, là tại sao giờ chưa đi? Tại vì Trần Quỳnh Duy Thức không chịu làm đơn. Cho nên Việt Nam á, Mỹ cũng sẵn sàng nhận đấy.
hay là nước nào sẵn sàng nhận, nhưng mà ông không chịu làm đơn. Ông đó thì được hơn cô Như Quỳnh có chí khí một chút, tức là đấu tranh tại Việt Nam, chết tại Việt Nam. Không biết có thật luôn, sau này có thật luôn không thì cũng khá khen, nhưng không có cái đơn thì chính phủ Việt Nam cũng không thể nào trục xuất như các ông nói đâu, không được. Luật pháp là luật pháp, cho nên ông Sơn Tây nói đúng rồi, hiến pháp không có cho trục xuất như vậy. Cho nên anh phải muốn cho mày đi quá, mày cứ ở trong nước rồi mày tuyệt thực, rồi là vài bữa bên kia nói tao nhân quyền này nọ tao bực mình đó. Thì là mày phải làm cái đơn đi. Nhưng mà ông này nói không, không thì Việt Nam buộc phải giam tiếp, tại vì mày đã ở trong nước Việt Nam đang có tội. Tôi muốn nói ở cái chỗ là khi cô Như Quỳnh này chấp nhận đó là phải làm cái đơn, và cái đơn đó thì cũng không có ok được đâu. Nước Mỹ phải làm một cái, nghĩa là tôi nhận đưa lên nước Việt Nam, chủ tịch nước Việt Nam tôi biết rồi, không tôi không có phải là người làm pháp lý, nhưng mà tôi biết cái nguyên tắc của nó là như vậy đó, tức là đó là anh là phải có tội thì luật pháp Việt Nam xử anh ở tù, anh mất quyền công dân, anh có tội rồi. Kế tiếp đi là phải có một cái lời phê, đi như thế nào, cái diện như thế nào thì tôi không biết là cách nào phê, nhưng mà thường thường ân xá đó là phải chủ tịch nước, ân xá là phải chủ tịch nước. Nhưng mà chủ tịch nước muốn ân xá trong trường hợp này á là cô Như Quỳnh phải làm đơn, thì chứ mai mốt không có anh cô bảo là hải ngoại chưa gì là đưa ra một cái định, một cái gì cô Như Quỳnh làm đơn kiện cho cộng sản Việt Nam, kiện cái cù loi. Cái đó là tụi nó nói, chứ còn Như Quỳnh rung chết mẹ luôn, ông nội Như Quỳnh cũng không dám kiện nữa, tại cô Quỳnh đó là cô đã có đơn, cô đơn làm đơn cô xin đi, bây giờ người ta cho cô đi mà cô kiện nữa là cộng sản Việt Nam trục xuất cô thế này thế khác làm sao được, không có chuyện đó nha. Thành ra đó là Mỹ phải làm cái chấp nhận thì Việt Nam phê chuẩn, vậy thôi. Đó là tôi trả lời cho các ông Lưu Liên hồi nãy, đó là Việt Nam không có trục xuất. Vâng, có anh bảo biết rồi, đâu có trục xuất đâu. Nhưng mà cái dạng này là cái có thể là cái dạng ân xá. Còn tại sao đi ân xá cho cái câu này thì như hôm trước mình đã bàn rồi, một vấn đề bên trong. Đó, ân xá này nó như thế nào, nó có lợi cho quốc gia hay không hay cái việc gì đó thì cái chuyện đó là chuyện của nhà nước, nhưng mà nó phải theo đúng thủ tục pháp lý nha. Bây giờ tôi trở lại cái việc này một chút với các ông gì hôm trước ở bên chỗ Duy á. Mình không phải là mình không muốn nói, mình cũng cà giỡn chơi vậy thôi. Nhưng mà tôi thấy mấy ông cứ khờ khạo mà mấy ông nói thật. Ông phải mong được cô gái là chú tôi cũng ở bên đó. Ông Hùng Phạm. Rồi là một số ông ở bên mà diễn đàn, ông Dương rất tôi cũng chúc rồi. Tôi nói chúc các anh là cho thần tượng các anh là mai mốt là đúng như các anh nói. Tôi cũng chúc cậu chúc thấy anh cứ chờ nhìn đi. Giờ tôi xin nói lại cái chỗ mà cái cô Như Quỳnh này một xíu. Giờ làm mất làm phiền ở bên dưới nha. Tức là cô này là truyền thống là chống cộng sản đó. Ông ngoại cô là gì, cha cô là gì, cô là đạo như thế nào. Rồi cô nói tiếng Anh ra qua bên kia mà trả lời được tiếng Anh là cộng sản dạy cho đấy. Trường đại cô là tốt nghiệp đại học ngoại ngữ. Thành ra đó là lúc đầu đó là cô chỉ là gì, cô chỉ chẳng có yêu nước vô, chỉ viết những cái status, những cái nhỏ. Nhưng các cái ông mà phản động của tổ chức á thì người ta đi tìm nhân tài, đi tìm những cái yếu tố mà chống nhà nước, thì người ta thấy đây có thể phát huy. Ví dụ đến ta làm công tác tư tưởng rồi anh tự nguyện vô là bắt đầu người ta sẽ tiền nuôi anh, chứ đừng có nói ở đó mà yêu nước nằm nàng cái gì. Rồi là bảo là cô này là rất là anh hùng ở chỗ và chống nhà nước đó, chống nhà nước biết chống là ở tù, không có phải, không đúng. Cô này chống rất khôn ngoan và có luật sư hết. Cô ấy làm cái gì, viết cái gì, nó tới cái mức nào để khỏi phải đi tù. Nhưng mà rất rất mà không may cho cô là cô tính sai một nước cờ. Đó là cái cuối cùng của cái 31 công an mà coi như giết người đó. Cô ấy hở sườn và cô bị đuối lý trước công an và luật sư không biện hộ được. Ở tù ngay chỗ đó tôi không thích để các bạn nghe chỗ này. Trước đó cô chống đối rất nhiều việc, nhưng mà tại sao công an người ta không bắt? Tại sao công an không bắt? Tất nhiên là khi Mỹ chơi với Việt Nam thì Mỹ cũng phải chấp nhận ở Việt Nam có những cái luật lệ ABCD. Và cái luật đó Mỹ cũng không có đồng ý lắm, nhưng mà nó chấp nhận cái thể chế người ta thì là có phải cái luật chấp nhận. Đó anh căn cứ vô cái luật của anh căn cứ vô cái luật của anh bắt. Anh bắt thì anh cũng phải bắt cho nó đúng cái luật của anh thôi. Còn anh bắt không đúng cái luật của anh nữa thì anh đừng có ăn nói với ai gì nữa hết trơn.
cho nên công an Việt Nam đâu có dám, không dám. Thí dụ như bây giờ các bạn biết cái cô gì cái gì cái gì Vi gì đó, Quỳnh Thục Vi vậy đó, mà làm là nhục lá cờ đó, xịt sơn cái lá cờ đó, là anh vi phạm điều gì của luật pháp, thế người ta mời lên, người ta đáng lẽ là người ta bắt anh và bỏ anh, thì tôi đưa anh ra tòa. Nhưng mà cô này đang mang thai, đang nuôi con nhỏ, thì luật pháp Việt Nam nó có cái quy định là người ma đang mang thai và có nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi thì không ở tù. Cho nên bây giờ đưa cô này ra tòa, phải tạm giam rồi đưa ra tòa tất cả các thứ thì làm sao? Cái gì phạm luật, âm ra người ta phải mời cô lên tống đạt cái quyết định cho cô biết là cô không được đi ra khỏi nơi cư trú nha. Để khi mà con của cô đủ 36 tháng hoặc là gì đó thì bắt đầu là cô phải ra tòa, cô phải thụ lý cái việc này. Có nghĩa là luật pháp Việt Nam phải làm rất là đúng, chứ phải muốn làm sao mà làm như các anh tuyên truyền bên hải ngoại bảo là ở đây là luật rừng hay hoặc là làm không đúng. Đó là bởi vì bên phía dân chủ, bên phía mà gọi là dân chủ đó, cũng có ông luật sư ăn đôn, ông mới tư vấn cho cái cô đó là thôi được rồi, 36 tháng, khi mà tới gần đủ 36 tháng á thì tranh thủ mà chịt lia lịa đi để mà mang bầu tiếp. Mang bầu thế là được miễn được 9 tháng mang bầu. 9 tháng mang bầu xong đẻ con ra được 36 tháng nữa. Thế là gần tới cái bắt đầu là chịt tiếp. Mang bầu tiếp, thế là cứ 3 4 đứa con liên tục, thế là đạt cộng sản đã bị đổ rồi. Nha, khỏi phải đi tù. Thì á các bạn, tôi cái này cái chuyện này là trường hợp của cô Quỳnh Thục Vi. Tôi không muốn liên hệ qua bên chỗ cái cô Như Quỳnh. Cô Như Quỳnh á. Mấy Như Quỳnh không? Như Quỳnh. Thì cô có hai đứa con mà không biết có con trong cái thời kỳ nào. Để cái nhiều khi cô hoạt động cô biết rằng là không bắt khi mà có con nhỏ cho nên mới có chồng, không có con không có chồng. Thì cái này tôi cũng lấy làm lạ lắm, tôi không dám quy chụp nha. Cái này tôi không dám quy chụp, nó phạm vô cái đời tư người ta nó kỳ. Nhưng mà mình cũng hơi nghi chỗ đó. Nhưng mà cô này làm rất khôn ngoan nha, đấu tranh như thế nào là tiền bạc là các thể công an phải biết hết, chứ không phải là muốn nói sao nói. Nhưng cái lần cuối cùng mà cô phạm sai lầm là cái 31 người chết trong nhà tù khi công an bắt, thì cô này khôn ngoan ở cái chỗ là cô lấy tư liệu, lấy số liệu trên tất cả những cái báo, từ cái báo của Việt Nam, báo của Việt Nam, để khi nào khi đưa ra tòa hoặc công an nói thì cô sẽ lấy là tôi nói, tôi lấy tư liệu từ báo chí của các anh nha. Thành ra đó là cô nghĩ rằng là cô khôn nhưng cô không ngoan là chỗ này. Tức là 31 người đó công an người ta chứng minh cho cô thấy là cô làm một cái tập hồ sơ và đưa ra nước ngoài là báo cáo là coi như là chấm dứt là việc cảnh sát Việt Nam giết người đó. Anh Quyên cảm cái ngành cảnh sát, ngành công an Việt Nam như thế, rồi anh đưa ra nước ngoài, anh đi tuyên truyền, anh làm đủ thứ, thì Việt Nam đó, họ canh me ngay chỗ này, bắt ngay chỗ này đó. Lưu Ly biết tại sao thì người ta mới ra hỏi đó, ra tòa thì ông luật sư mà sao cãi là được, là chỗ này này cứ định cãi chài cãi cối, nhưng mà cãi sao được với luật sư công an Việt Nam. Tức là anh nói rằng 31 trường hợp chết đúng. Nếu bây giờ là người ta chứng minh cho cô thấy rằng là trong 31 trường hợp khi khám nghiệm tử thi đó, là 26 trường hợp chết vì bệnh tật, chết vì cái gì người ta chứng minh cho cô đàng hoàng. Còn có 6 trường hợp là công an cũng thừa nhận, chứ không phải là công an người ta cãi chạy cái cối được. 5 trường hợp. Cái này là báo đăng mà. 5 trường hợp là xin lỗi, 5 trường hợp là do nhục hình của công an. Rồi là mà gây ra những cái việc mà để mà đi đến cái tử vong. Thì cái 5 trường hợp này nó như thế nào? Thì có người sẽ tôi biết ngay là có người sẽ nói rằng là thì 5 người đó là trong công an, cũng là công an gây ra cái chết cho người ta, đúng không? Nhưng mà 5 người đó họ làm sai luật của công an. Trong lúc thi hành nhiệm vụ họ làm sai cái quy định của công an, làm sai cái cho phép của công an để gây ra cái đó, và họ đã lãnh hậu quả. Năm những cái người đó có bị pháp luật trừng trị không? Quan trọng là như vậy. Thế bây giờ pháp luật đã trừng trị cái người gây ra nhục hình để chết người ta đó, thì rồi á, thì bây giờ như vậy thì chứng tỏ là ngành công an họ đâu có dung dưỡng cái chuyện đó, họ không chấp nhận cái chuyện đó. Ví dụ bây giờ như cảnh sát Mỹ bắn cái đùng người ta chết ở bên đó, vậy thì mình bảo là cảnh sát Mỹ là giết người à? Thành ra đó là cái cô Như Quỳnh này sai lầm là cái chỗ đó, cho nên là bây giờ cô đi tuyên truyền ra là công an Việt Nam giết người rồi là cái này cái khác, thì có yếu tố xuyên tạc rồi hả? Đó, như thế là nó có yếu tố xuyên tạc. Đấy, tức là thì xuyên tạc thấy rõ. Tức là anh đi không xuyên tạc, không nhẹ tội nha Lưu Ly.
tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam. Đây là nhà nước rồi. Vâng. Đó. Anh đưa cái hình ảnh của Việt Nam như thế đó ra quốc tế như thế đó là anh không cãi được. Thành ra khi mà Mỹ hỏi cô này phạm tội gì thì nó là cô này phạm tội tuyên truyền chống phá Việt Nam, anh chứng minh. Tôi chứng minh. Rồi ở tù. Vậy thôi chứ có cái gì đâu mà lạ lùng đâu. Anh ở tù, anh có tội anh ở tù. Chứ không phải Việt Nam và cái cô này á rất khôn ngoan và không phải là bảo là tôi đi làm cách mạng là tôi biết ở tù tôi vẫn làm, không có. Không có. Tôi là nghĩ rằng là không bao giờ tôi bị đó, đi tự làm tin vào khả năng của mình đúng không? Tự tin vào khả năng của mình là không cái khả năng mà đi tù là mặt cố cũng không ngờ. Kể cả cái giới phản động nó cũng không ngờ là Việt Nam tuyên 10 năm tù. Tuyên 10 năm tù. Nhưng mà nhân đây tôi cũng nói với các bạn luôn á. Tại sao mà khi mà cái ông Việt Nam đi qua bên Mỹ về rồi là coi như bắt ao bắt quả trời quả đất bắt luôn. Mỹ thì cứ việc là lên là rất quan ngại này nè các thứ, nhưng mà thật ra bên trong đã nói chuyện, người ta đã nói chuyện với nhau hết rồi. Nó bây giờ không lẽ tôi là dương cao cái ngọn cờ nhân quyền dân chủ như thế này mà anh bắt vậy mà tôi không nói cái gì thì mai mốt làm sao mà tôi chưa làm ăn được nữa. Cho nên tôi tuyên bố vậy mà trời mẹ nó, còn bên trong mình hiểu rồi, ông thả ông thả ông làm gì đúng không ạ? Cái chuyện nó vậy thôi, còn cái chuyện tôi nói thả đó cũng vậy, hồi nãy mình nói là mất thời gian rồi ở các bạn dưới diễn đàn ở tình dung muốn nói là thôi, còn á tôi sẽ về phe ông Sơn Tây, có thời gian thì tôi sẽ về phe ông Sơn Tây, tôi sẽ nói cái vấn đề tiêu cực ở trong nước nha. Nhưng mà tất nhiên chế độ này họ không chấp nhận cái tiêu cực đó, và cái tiêu cực đó bây giờ nó lớn đến cái mức độ như thế nào và cuộc chiến đấu một mất một còn này nó như thế nào, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nắm cái chức này nó có ý nghĩa như thế nào, tôi định nói cái này nhưng mà chắc có lẽ nó dài, thành ra thôi để lúc khác nha. Chào chào các bạn, cho mình xuống đi. Vâng, chào chú. Chết rồi đấy, có lời đe dọa của chú Bình Phương thế là nguy hiểm gì đấy, khổ quá. Bây giờ phải đứng về phía phe con không đứng, bây giờ lại đứng về phía anh Sơn Tây. Anh Sơn Tây còn đây không? Anh Sơn Tây có lên chia sẻ gì với ý kiến của mọi người không? Cái vụ này thì New Ni không biết nhá. New Ni không biết cái vụ thanh niên Hàn bắt được thanh niên Việt Nam nhặt được điện thoại trả mà bắt người ta quỳ là cái điều này nếu nói đúng ra với Trần Tiến Hưng là ở Hàn ấy, nó sẽ không, mình sẽ không cảm nhận điều đó. Cái người Hàn họ cũng hiểu biết lắm, ví dụ mình nhặt được điện thoại mà mình trả đấy thì người ta cũng sẵn sàng nhận lại thôi mà. Cho nên là đừng, mọi người đừng xuyên tạc những cái vấn đề đó, nó hoặc là nếu có thì nó chỉ là một cái trường hợp nó quá hy hữu thôi. Thế là tình hình chú Sơn Tây, anh Sơn Tây bây giờ là đi nghe nhạc opera rồi đúng không? Nói chung là cũng có nhiều vấn đề. Anh Sơn Tây là anh ấy cũng không phải là tư tưởng chống phá hay là gì cả. Anh ấy muốn đưa ra cái tiếng nói nó hơi trái chiều để cho mọi người cùng nhau nghị luận. Mọi người phải cảm nhận là đấy là cái điều rất là tốt đẹp từ anh Sơn Tây. Chứ đừng nhìn với anh Sơn Tây với ánh mắt tiêu cực quá. Chúng ta sẵn sàng trái chiều với nhau. Bởi vì có trái chiều, có đấu tranh tích cực thì chúng ta sẽ tiến bộ. Anh Sơn Tây tiến bộ và mọi người tiến bộ. Ở Mỹ Đình Việt Nam thì nói thật, nếu như thế thì phải trách là cái những cái thanh niên Việt Nam kia nó quá hèn này. Mình đang đứng trên đất nước mình sao mình phải sợ. Mà hèn, người hèn như thế thì nói thật không có cái thể chế nào chấp mà bảo vệ mãi được. Cũng có những lúc phải đi ra phải đối đầu với xã hội. Nhưng mình mà ví dụ như mình ăn cắp ăn trộm thì không nói. Nhưng mà cái chuyện bắt quỳ ở trong cái con người Việt Nam là sẽ không bao giờ chấp nhận. Nhất là đặc biệt là thanh niên Hàn Quốc đó mà sang bên Việt Nam nữa, làm sao mà dám làm những điều như thế. Các bạn cứ nghĩ vậy, như Duy Nguyễn đã nói rồi là chúng ta phải có nghĩa là gì, chúng ta phải có cái gọi là bản lĩnh của mình chứ. Các bạn có biết ngày xưa trong Hiệp định Paris không? Gọi là để đàm trong cái quá trình đàm phán Hiệp định Paris đấy. Là ông Lê Đức Thọ đúng không? Lê Đức Thọ với Henry Kissinger đấy. Họ chiến đấu với nhau ngày, chiến đấu với nhau đêm.
làm ngày không thủ không đủ tranh thủ làm đêm, họ tìm những cái yếu điểm của nhau để họ phang và dây dắt đến cả 4 năm trời, cuối cùng với bản lĩnh chính trị của lúc bấy giờ là đồng chí Lê Đức Thọ đó, chúng ta mới giành được cái thắng lợi trong cái hiệp định Paris chứ. Mọi người phải nghĩ ấy. Nó là gì? Nó là một cuộc chiến ngoại giao, nó trường kỳ lắm. Khi địch mà hung hăng, địch mà đang hưng phấn, chúng ta phải kìm hưng phấn của địch lại. Khi mà địch nhẹo dẹo dã rồi thì chúng ta mới ra đòn. Khổ lắm. Cho nên lúc nào cũng phải tinh thần thép. Đã bước vào các cái diễn đàn chính trị, tôi hy vọng là các bạn cũng phải giữ được cái tinh thần thép. Chúng ta phải chấp nhận được, chứ bây giờ mà thấy địch bên kia mà nó đưa ra vài cái luận điệu nó, mình bực quá, cứ sồn, người ta bảo nóng giận mất khôn, làm sao mà nghĩ ra được những cái ý tứ để cho đối phương phục được. Đấy là thứ nhất. Thứ hai nữa là chúng ta có cả chân lý đằng sau lưng. Tại sao chúng ta phải sợ? Chúng ta yêu nước nó đã là một điều cực kỳ đúng đắn rồi. Và chúng ta biết được khi mà yêu nước mà thì chúng ta cần cái gì. Đúng không? Chứ bây giờ chúng ta chỉ có yêu bằng cái gọi là người ta bảo là cần cù mà là cộng với lại gọi gì? Ngu dốt mà cộng với lại nhiệt tình là bằng phá hoại. Nhiều khi mình nhiệt tình quá mà trong đầu mình không nghĩ ra cái gì nó thành phá hoại. Không phải là ấy mà chúng ta phải coi đây là một những cái buổi chém gió, những buổi tranh luận. Chứ không, đằng sau lưng chúng ta đây cái việc bảo vệ đất nước, nói thẳng, việc bảo vệ đất nước hiện nay là giao chính phủ và quân đội. Chính phủ và quân đội họ còn có những lực lượng khủng khiếp đằng sau lưng. Chúng ta chỉ là gì? Chúng ta chỉ là những người gọi là lên tuyên truyền, lên vun đắp tình yêu nước. Chứ còn không có cái gì mà phải no ngại cả. Chỉ 6 tháng sau qua Mỹ, hiện tượng nấm sẽ chìm vào quên lãng, ba sọc sẽ tìm lấm cứt trâu hay cứt bò để kiếm chuyện. Thì tất nhiên, bởi vì đấy là nghề của họ mà. Thường thường ấy là có ở Việt Nam thì còn có giá, còn nếu mà sang nước ngoài là sẽ coi như là đã hết trách nhiệm, coi là đồng chí đấy đã trở về với lại tổ tiên, giống như là một chiến sĩ đã bị loại ra khỏi chiến trường, ra khỏi vòng chiến. Thôi, diễn đàn hôm nay cũng đã rất là thành công, rất là nhiều những diễn giả lên trình bày, rất là vui, rất là hay, rất là xúc tích. Thế thôi nhá, chào mọi người nhá, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Bye bye.